chương 81 Bạn của Bất Tiếu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com P. S. Cầu Đô Na qua mùa dịch TT vừa mới giải quyết mục tiêu cố phi hết sức đau buồn. Chặt nhiều người như vậy, lại bộc lộ ra chính mình thân phận của Pháp Sư, kết hợp PK nhiệm vụ quy tắc, tiền trần nghiệp đoàn người không khỏi quá ngu lời nói. Cũng đã nghĩ đến chính mình là PK trên bảng 27.149. Cứ như vậy, chính mình lại che mặt lại thay đổi trang phục cũng không có ý nghĩa. Có thể tưởng tượng, không hẳn sẽ liền sẽ có thiên quân vạn mã đuổi theo tự mình di động tọa độ thúc ngựa giết tới. Chính mình chỉ có thể tại vô hạn trong chạy nhanh vượt qua cái này hơn 20 giờ. Một bên trốn chết một bên soát tê ca sao? Ý tưởng này không thực tế, cố phi đoán chừng truy nã nơi cấp cho nhiệm vụ đã lại bị bậy ra cạm bẫy. Chính mình lại đi cái kia, chưa hẳn sẽ bị đưa vào tù, nhưng bị người chặt là khẳng định. Lúc này nhiệm vụ đã hoàn thành, cũng không dám trở về giao tiếp chính là nguyên nhân này. Bây giờ liền tự thú cơ hội đều không có. Cố phi thở dài. Đổi lại một cái chủ thành. Cố phi nảy sinh ra ý nghĩ này, nhưng mở ra hảo hữu cột, phát hiện Hồng Trần Nhất Tiếu cũng không ở tuyến. Hồng Trần Nhất Tiếu cũng không tính tình báo vương, hắn thuộc về bộc dự đoán vương. Không có hắn bộc dự đoán, cố phi chỉ biết là đi về vân đoan thành trong núi đại đạo trở về vân đoan thành tình cảnh cùng bây giờ giống nhau như đúc cố phi ngửa mặt lên trời thở dài thiên hạ to lớn nơi nào là ta nhà a trò chơi này chơi đến cũng quá thâm trầm đang lo đây trong mắt xuất hiện mấy cái người chơi chính hết nhìn đông tới nhìn tay chạy nhanh tìm tới cố phi thầm nghĩ chính mình mặc dù cũng đang không ngừng di động nhưng trừ phi là chạy một đường thẳng nếu không thì không thể nào tất cả mọi người ở sau lưng mình. Vòng tròn vòng đến vòng đi, luôn có vận khí không tốt đụng xe thời điểm. Chính xác tính toán kỹ mỗi cái địa điểm tọa độ chế định một đầu hoàng mỹ con đường, việc này cần thời gian. Cố Phi bây giờ không có cái này tinh lực, huống hồ đối với Nguyệt Dạ Thành vùng này địa hình cũng không quen, trong lúc nhất thời không dùng đến biện pháp này. Sư phụ, ngươi đi trước, ta giúp ngươi cản lại hèn nhát cứu tin một mực tại năm m có hơn đi theo cố phi cố phi liền coi hắn không tồn tại gia hỏa này cũng một mực không lên tiếng lúc này nhìn thấy tình trạng lập tức liền bắt đầu sinh động có thể nghĩ đến tình cảnh của ta biết mấy tên kia ý đồ đến không tốt gia hỏa này đến cũng không có ngu như vậy mà cố phi khẽ cười cười nhìn thấy mấy người tới gần nắm chặt kiếm trong tay đến hết thảy có bốn người nhìn vũ khí trong tay hẳn là hai cái đạo tặc cùng hai cái cung tiễn thủ nhìn thấy cố phi không có chạy trốn ý tứ bốn người cũng thả chậm bước chân chậm rãi đến gần cố phi dứt khoát chủ động tiến lên nghênh tiếp mỉm cười nói muốn kiếm ta điểm ấy pk giá trị hậu quả muốn tự kiêu nha bốn người vội vàng cùng một chỗ khoát tay ngươi hiểu lầm phía trước một người nói chúng ta là rất ngưỡng mộ ngươi cho nên nghĩ kết giao bằng hữu nói bốn người đồng loạt đem trong tay vũ khí thả sẽ túi áo hướng cố phi bày ra hai tay biểu thị không có ác ý cố phi nghi ngờ nhìn qua bốn người dưới chân nhưng tiếp tục duy trì phi tóc di động vừa đi vừa nói đi như thế dừng ở một chỗ đúng là không tốt lắm đối phương đối với cố phi tình cảnh tỏ ra là đã hiểu cố phi không nói gì bốn người đuổi tới cùng cố phi kề vai sát cánh nhưng khi bên trong nhưng giữ vững khoảng cách nhất định thoạt nhìn là nghĩ triệt để loại bỏ cố phi lo nghĩ tìm ta có chuyện gì cố phi vừa chạy vừa nói huynh đệ hôm nay trong thành làm chuyện thật sự là đại khoái nhân tâm a à. đối phương nói ồ các ngươi làm sao biết cố phi hỏi bây giờ trong thành đã toàn bộ truyền ra mênh mông cái kia bà nương khuôn mặt nhỏ trắng bệch đứng tại truy nã nhiệm vụ chỗ tức giận toàn thành huynh đệ thấy đều rất đã người này nói cố phi cười nhạt một tiếng các ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì không có gì liền là muốn cùng huynh đệ ngươi kết giao bằng hữu người này nói ta gọi vân trung mộ huynh đệ xưng hô như thế nào cố phi lắc đầu không nói chuyện huynh đệ nhìn đến hay là không tin được chúng ta a à? vân trung mộ cười khổ huynh đệ ngươi bây giờ tình cảnh cẩn thận một chút là cần phải cố phi cười cười cho nên chúng ta hay là tất cả đi một bên đi. Cố Phi nói đã chuẩn bị thay cái phương hướng, cùng bốn người này mỗi người đi một ngã. Huynh đệ chờ chút. Vân Trung Mộ lại đuổi theo. Còn có việc. Cố Phi dưới chân chưa ngừng. Kỳ thật ta là Nguyệt Dạ Thành Bắc Thu nghiệp đoàn. Nói thật, chúng ta những này nghiệp đoàn nhỏ bình thường liền chịu tiền trần nghiệp đoàn khi dễ, nhìn rất lâu. Mọi người đã sớm hợp lại liên hợp cùng một chỗ, hung hăng dạy bảo một cái tiền trần đám này cháu trai. Huynh đệ tất nhiên cùng tiền trần cũng có khúc mắt, dứt khoát liên thủ với chúng ta, để chúng ta cùng một chỗ hung hăng dạy bảo tiền trần một hồi. Vân Trung mộ miệng đầy huynh đệ. Cố phi bước chân dừng một chút. Nghe tới không sai. Hắn nói. Vân Trung mộ gật đầu. Nghiệp đoàn liền là chuyên môn phái ta tới tìm ngươi thương lượng, ba vị này cũng là cái khác ba nhà nghiệp đoàn đại biểu chúng ta bốn người nghiệp đoàn liên thủ, tuyệt đối có thể cùng tiền trần đối kháng. Tất nhiên như thế, còn muốn ta làm cái gì? Cố Phi hỏi. Ách, thẳng thắn nói đi. Tiền trần nghiệp đoàn đối với chúng ta những này nghiệp đoàn nhỏ một mực là càng không ngừng chèn ép, không phải đoạt quái liền là đạo gốc tường. Chúng ta tứ gia nhân đến tuy nhiều, nhưng phần lớn đều là chút bình dân người chơi, thiếu khuyết giống huynh đệ ngươi dạng này có thể lấy chặn lại 10 mảnh nhân A, nhiều cái huynh đệ ngươi dạng này hãng tướng, đối với đối phương cao thủ là cái uy hiếp, đối với chúng ta sĩ khí cũng là cực lớn cổ vũ A. Vân Trung Mộ nói đến có chút phấn khởi. Có đạo lý. Cố Phi nói. Mà lại, bây giờ là cái cơ hội tuyệt hảo. Vân Trung Mộ nói. Ồ, bây giờ tiền trần nghiệp đoàn từ trên xuống dưới đều nhận truy nã nhiệm vụ đang tìm kiếm huynh đệ ngươi, điều này nói rõ bọn hắn toàn bộ nghiệp đoàn đều tại chạy ngươi vị trí tọa độ đến, như vậy, rất dễ dàng liền đem bọn hắn dẫn vào chúng ta mai phục. Vân Trung Mộ nói, mai phục, cố phi không hiểu, một trăm cái cung tiễn thủ, một trăm cái pháp sư, mai phục ở bên kia dạ minh cốc hai bên. Chỉ cần huynh đệ ngươi hướng bên kia vừa đi, tiền trần toàn bộ đến đi theo ngươi đi vào, đến lúc đó ẩn thân hai bên trên sườn núi cung tiễn thủ cùng pháp sư cùng một chỗ phát động tiến công. Chúng ta đã thí nghiệm qua, cung tiễn thủ tầm bắn cùng pháp sư pháp thuật đều có thể theo hai bên trên sườn núi đối với trong sơn cốc phát động công kích. Một hơi liền có thể đem bọn hắn đánh cho tàn phế, đến lúc đó cận chiến nghề nghiệp lại nhào vào đi quét sạch còn sót lại thành viên. Tiền trần thành viên toàn thể dưới đẳng cấp hàng một, còn có cái gì so cái này đại khoái nhân tâm? Vân Trung Mộ kích động. Cố Phi cười. Nguyên lai like cũng không phải là phải dựa vào thực lực của ta, mà là muốn mượn ta làm mồi câu dẫn người của Tiền Trần vào bẫy. Vân Trung Mộ cười ha ha một tiếng. Có đơn giản như vậy biện pháp, cần gì phải chịu trách nhiệm nguy hiểm cùng bọn hắn liều mạng đâu. Chỉ cần huynh đệ ngươi gật đầu, chúng ta lập tức bắt đầu bố trí, 15 phút liền có thể an bài thỏa đáng. Cố Phi thở dài. Đáng tiếc dù cho ta đồng ý, ngươi phương pháp kia cũng không có khả năng thành công. Vân Trung mộ thần sắc biến đổi. Vì cái gì? Cố Phi cười một tiếng. Một trăm cái cung tiễn thủ. Một trăm cái pháp sư. Nghĩ tập hợp đủ như thế hai cổ lực lượng, căn bản không có khả năng không đi hở âm thanh. Ngươi là chuẩn bị ở trong nghiệp đoàn thông báo, hay là lần lượt nói chuyện riêng? Ngươi chọn lọc ra cái này 200 người liền không có một cái cùng người của Tiền Trận là bằng hữu. Đây rốt cuộc chỉ là cái trò chơi, 15 phút tập hợp đủ. Lời này quá dễ dàng, 200 người đều tùy thời online chờ đợi ngươi điều khiển sao? Ách, 200 người dĩ nhiên không phải đều online, nhưng lớn đến tập hợp một chút, không sai biệt lắm. Có lẽ có 100 người là đủ rồi. Vân Trung Mộ nói. Cố Phi còn đang cười. Được rồi, Đừng chu toàn, ngươi cái này nói láo kéo tới quá lớn, lỗ thủng quá nhiều. Huynh đệ ngươi có ý gì? Vân Trung Mộ rất tức giận, làm ta đang gạt ngươi. Đương nhiên. Cố Phi nói, ngươi căn bản cũng không có cái gì 200 người kế hoạch. Móa, ta đây tại đây cùng ngươi phế nhiều lợi như vậy đồ cái gì? Đồ cái này. Cố Phi bỗng nhiên hướng phía bên phải tránh ra một bước, lòng bàn chân chuyển một cái thuận thế một kiếm quay người lại bổ về phía phía sau mình trong không khí một tiếng hét thảm một cái đạo tạc thân ảnh nổi lên nắm trong tay chủy thủ chỉ mình phía trước đang chuẩn bị thả ra một cái đâm lưng ẩn núp ở đằng sau đuổi chúng ta thật cực khổ a à. cố phi đối với người này cười nhạt một tiếng chỉ chặt một kiếm liền đã xoay tay lại lạnh lùng quét bốn người liếc mắt không bây giờ phải nói là năm người đi thôi Ta không muốn gia tăng PK đáng giá." Cố Phi đối với năm người nói. Năm người hai mặt nhìn nhau, cái kia trúng Cố Phi một kiếm đạo tặc bỗng nhiên nổi khùng, tiếp tục hướng Cố Phi đâm tới, trong miệng hô. "Nhanh lên, hắn không dám." "À." Một câu chỉnh nói còn chưa dứt lời, Cố Phi đã hung hăng lại bù đắp hắn một kiếm, tiếp lấy quay người tránh qua hắn một nhát này, nhấc kiếm nữa đánh xuống, đạo tặc đã được giải quyết ta nói ta không muốn gia tăng PK giá trị, không phải nói ta không dám. Cố phi đối với còn sót lại bốn người nói. Vân Trung Mộ trên mặt trắng lúc thì đỏ một trận, ba người khác cũng chân tay lúng cuống, không biết là nên đi nhanh lên người vẫn là móc ra vũ khí đến liều mạng. Ngươi là bạn của bất tiếu. Cố phi bỗng nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết? Vân Trung Mộ giật nảy cả mình. Cố phi cười cười nhiệm vụ này lại không thể tổ đội nhận lấy vì nhiệm vụ ban thưởng tới làm đều là lẽ loi một mình mấy người các ngươi thu về băng đến thiết kế ta mục đích hiển nhiên là giết ta mà không phải nhận ban thưởng sẽ có loại này tâm nguyện ngoại trừ người của tiền trần liền là bất tiếu nhìn ngươi mới vừa nói lên tiền trần lúc cắn răng nghiến lợi bộ dáng rất chân thực hẳn không phải là người của tiền trần cho nên ngươi chỉ có thể là bạn của bất tiếu Vân Trung Mộ chỉ có trận mắt há hốc mồm phần. Cái này cũng đoán được. Ta phải đi nhanh lên, màn ta hỏi bất tiếu tốt. Cố Phi quay người chạy. Một tên cung tiễn thủ vụng trộm lấy ra cung tiễn, lại bị Vân Trung Mộ thò tay đè lại. Đừng tìm chết rồi. Như thế nào? Ẩn núp ở sau lưng đạo tặc đều biết, gia hỏa này trên người nhất định có cái gì trinh sát loại trang bị. Vân Trung Mộ nói. Vậy làm sao bây giờ? Móa, đánh không lại người ta, chỉ có thể chịu đựng thôi. Mỗi ngày bị người của tiền trần khi dễ, điểm ấy khí còn chịu không được sao? Vân Trung mộ mắng. Vậy người này cùng tiền trần, chúng ta ủng hộ chỗ nào? Ủng hộ cái rắm, tốt nhất tất cả đều chết hết. Vân Trung mộ hùng hùng hổ hổ, mang theo ba người hướng phương hướng ngược đi đến. Lão Vân A, ta cảm thấy ngươi vừa rồi kia cái gì dạ minh cốc mai phục thiết kế rất xuất sắc. Bỗng nhiên có một người nói, xuất sắc cái trắm, lão tử đi đâu tìm hai trăm người đi. Có như thế hai trăm người, lão tử mỗi ngày mang theo bọn hắn đứng trên nóc nhà đánh lén người của Tiền Trần. Vân Trung mộ căm giận bất bình. Nếu không ta thật tìm người này hợp tác một chút. Một người đề nghị, đánh trắm, bất tiếu là lão tử huynh đệ, người này chặt bất tiếu cấp tám, tương đương chặt ta cấp tám, muốn ta hợp tác với hắn, nằm mơ tiếp tục như vậy, cái này nguyệt dạ thành thời gian làm sao mà qua nổi a? À? Mẹ kiếp, cái này rác rưởi, dết bất tiếu liên tục dết cấp 8, như thế nào chặt mênh mông cái kia bà nương liền chặt cấp 1A cho lão tử lên tinh thần một chút, đem mênh mông cho lão tử chặt tới cấp không, tên chó chết này. Vân Trung mộ một đường mắng xuống tới. Hắc si. Trốn chết bên trong cố phi đánh lấy hắc si. Sư phụ, ngươi nguội. Năm m có hơn hèn nhát cứu tinh nói. Người kêu nửa sư phụ ta thật chặt ngươi a. À. Cố Phi tức giận nói. P. S. Donald Converter bằng Momo. 0932771659, Ari bằng 62002055529 Vu Van Giang. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 82 Một bên ăn thịt, một bên chiến đấu. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com P. S. Cầu Đô Na qua mùa dịch T. T. Vân Đoan Thành, tiểu lôi quán rượu, nào đó bên trong phòng Hàng gia công tử loay hoay một cái túi tiền, sáng rõ đinh đương vang dội Lão tử cuối cùng lại có tiền rồi Hắn bùi ngùi mãi thôi Một bên ngự thiên thần minh trong mà thèm nhìn qua hắn cái kia màu đỏ sậm túi tiền, chảy nước miếng hỏi Bao nhiêu tiền? Trong trò chơi, màu đỏ sậm túi tiền, có thể chứa kim tệ hàng mức cao nhất là 1.420 mai kim tệ. Hàng gia công tử đắc ý nói, muốn uống cái gì gọi là, ta mời. Hữu ca vừa muốn mở miệng nói chuyện, hàng gia công tử lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Biết hẳn là muốn uống cái gì a? À? Đương nhiên. Hữu ca mỉm cười, gọi tới tiểu lôi, rẻ nhất rượu muốn năm ly. Kiếm quỷ đâu? Chiến vô thương cầm rượu, hỏi. Còn luyện cấp đâu? Một hồi liền đến. Hàng gia công tử nói. Chật chật. Hữu ca tán thưởng, bị thiên lý kích thích đi. Gần nhất mọi người thăng cấp nhiệt tình đều mười phần tăng vọt a. À. Đám người yên lặng. Cố phi đẳng cấp bỗng nhiên liền nhảy vào 31, đối với mấy người cao thủ đều là sự đã kích không nhỏ. Gần nhất các ngươi có bên trên diễn đàn sao? Hữu ca bỗng nhiên nói có cái gì chuyện mới mẻ? Rượu đã bưng lên, hàng gia công tử uống một ngụm về sau hỏi. Nguyệt dạ thành lớn nhất nghiệp đoàn, trước mắt ngay tại đuổi chặt thiên lý, giống như cũng biết hắn là 27.149. Hữu ca nói. Gia hỏa này là thuộc phân sao? Đi đâu đều một đám con ruồi đinh. Hàng gia công tử kinh ngạc nói. Đang nói, phòng màn cửa bị nhấc lên, kiếm quỷ một mặt mệt mỏi đi đến, ngã vào trên chỗ ngồi nhìn qua bốn người nói mới vừa thu được thiên lý cho ta đến một phong thư tin chính là muốn ở cửa thành hệ thống tin nhắn trong rương lấy được loại kia ngự thiên thần minh hỏi kiếm quỷ nhẹ gật đầu tại thành trấn bốn cái cửa thành chỗ đều có một cái hệ thống tin nhắn rương người chơi có thể ở nơi này tiến hành thư hoặc là vật phẩm hệ thống tin nhắn thao tác không thể sinh ra ở cùng thành bằng hữu thường xuyên sẽ lợi dụng cái này tiến hành một cái tiền tài hoặc là trang bị lên viện trợ. Thư từ qua lại ngược lại là rất ít gặp. Mặc dù thư có thể nhường người không có số lượng từ hạn chế nói thoải mái, nhưng tại một cái võng du bên trong, có rất ít người sẽ có nhiều lời như vậy cần viết thư, trừ phi là viết thư tình. Suy nghĩ một chút đến tận đây, tất cả mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn phía kiếm quỷ. Kiếm quỷ từ trong túi móc ra tin, lắc tại trên bàn có thể chứ đám người nhìn về phía tin hỏi hai người không có gì bí mật nhỏ kiếm quỷ trận trắng mắt lười nhác trả lời đám người không hẹn mà cùng nhào tới đoạt tin chung quy là hệ nhanh nhẹn ngự thiên thần minh nhanh một bậc từ lần trước phát sinh đoạt tiền sự kiện về sau mấy người đều ở phương diện này phản ứng trên dưới khổ công trước mắt thần kinh phản xạ tốc độ đều là cơ bản nhất trí chỉ là đến cuối cùng trên thực tế tốc độ xuất thủ tự nhiên là trò chơi thêm điểm nhanh nhẹn chiếm ưu ta đến đọc ngự thiên thần minh cực nhanh triển khai giấy viết thư kiếm quỷ huynh các vị cao thủ mọi người tốt đoạn thứ nhất nhất bút lên đến vô cùng tưởng niệm mọi người muốn ta rời đi vân đoan thành đã có ách thật nhiều giờ ta bây giờ tại vân đoan thành phụ cận chủ thành nguyệt dạ thành hoa hai giờ xuyên qua ô long sơn mạch liền có thể đến nơi này nơi này pk bầu không khí nồng hậu dày đặc, đại nghiệp đoàn ý thế hiếp người, người chơi sinh hoạt mười phần khó khăn. Ta tại Nguyệt Dạ Thành phụ cận dạ quan thôn hoàn thành một đầu chuỗi nhiệm vụ, không cẩn thận lên tới cấp 31, còn phải hai kiện trang bị, ha ha. Ta dựa vào, gia hỏa này quá tao bao. Ngự thiên thần minh hơi làm bình luận sau tiếp tục đọc. Trước mắt vô cùng tưởng niệm kiếm quỷ huynh cùng các vị cao thủ, còn có vân đoan thành, chỉ có thể chờ đợi rửa sạch tê ca giá trị về sau trở lại gặp nhau, gặp lại. Xong. Đám người hỏi. Ngự thiên thần minh gật đầu. Đám người lại đoạt lấy, dần dần truyền nhìn, chữ chữ chăm trước. Người này nhàn điên rồi đi. Không có việc gì viết thứ này. Ngự thiên thần minh nói. Hàng gia công tử cái cuối cùng cầm qua phong thư, sau khi liếc nhanh mấy lần nói. Tin ký tên là thiên lý nhất túy, nhưng thư này trên thực tế không phải trong hộp thư của hắn phát ra tới kiếm quỷ nhẹ gật đầu là một cái gọi hèn nhát cứu tin người phát tới nhìn đến gia hỏa này bị vây a à, liền tin đều không cách nào chính mình phát ra hàng gia công tử cười lạnh có chỗ nào người đều khốn trụ nhưng còn chưa có chết chiến vô thương nghi ngờ khu vực an toàn khu vực an toàn nhận truy nã nhiệm vụ người chiếu chặt hắn bây giờ hiển nhiên không phải ở trong tù, đẳng cấp cũng không có mất, kỳ quái. Hữu ca nói. Hàng gia công tử chậm rãi đứng dậy. Đi. Đi đâu? Đám người hỏi. Nguyệt Dạ Thành. Hàng gia công tử nói. Nguyệt Dạ Thành bên ngoài U Dạ Cốc, cố phi đối mặt với một đống lửa ngồi trên mặt đất, trong tay bưng lấy một khối thịt nướng, ăn đến đang sảng khoái. Hèn nhát, tay nghề không tệ a, à đầu bếp bao nhiêu cấp? Cố Phi vừa ăn vừa hỏi ngồi ở phía đối diện Hèn nhát cứu tinh. Sinh hoạt kỹ năng không nhìn đẳng cấp, chỉ nhìn thuần thục. Ta học không bao lâu, hơn 200 thuần thục đi. Hèn nhát cứu tinh nói. Nhà. Cố Phi không biết bao nhiêu thuần thục tính cao, cho nên cũng liền không đánh giá. Còn có, đừng gọi ta hèn nhát, ta gọi hèn nhát cứu tinh. Đằng sau hai chữ không gọi, ý tứ hoàn toàn thay đổi hèn nhát cứu tinh nói ngươi đừng gọi ta sư phụ ta liền không gọi ngươi hèn nhát cố phi nói ta đã sớm không gọi a à. hèn nhát cứu tinh nói đúng vậy a à, ta chỉ là đem ngươi lúc trước kêu lên gọi trả lại thôi cố phi nói hắn cuối cùng tìm tới ngăn cản hèn nhát cứu tinh gọi hắn sư phụ phương pháp hèn nhát cứu tinh khóc không ra nước mắt chỉ có thể tiếp tục vùi đầu xử lý lửa trên kệ thịt nướng cố phi đang gặm liếc một cái thời gian, vội vàng luống cuốn tay chân đứng dậy, một tay cầm kiếm, tay kia nâng thịt nướng, hướng về một phương hướng hô. Liên châu hỏa cầu. Gặm mấy cái thịt, một đầu hỏa long theo mũi kiếm từ từ bay lên. Phóng. Cố phi một bên đem thịt nuốt xuống một bên nói. Hỏa long theo mũi kiếm bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt hóa thành bốn cái tiểu hỏa cầu. Một cổ não hướng một phương hướng nào đó bay đi. Nhưng trong này rõ ràng là không có vật gì nhìn thấy tình cảnh này hèn nhát cứu tinh nhưng nghiêm chỉnh một bộ hết sức quen thuộc không chút phật lòng bộ dáng ngay tại bốn cái hỏa cầu bay ra hai m về sau trên đất trống mông lung đi một cái npc tiểu quái bị soát đi ra vừa lúc bị bay đến hỏa cầu xuyên nổ vừa vặn tiểu quái gầm thét hướng cố phi vọt tới hỏa cầu bắn cố phi lần nữa một bên ăn thịt một bên ngâm sướng một khỏa tiểu hỏa cầu bay đi đem tiểu quái nổ tan thành mây khói. Lợi hại lợi hại. Hèn nhát cứu tinh tính chất tượng trưng tán thưởng vài câu, thoạt nhìn đã chết lặng. Nhưng đổi lại cái trò chơi này bên trong bất kỳ một cái nào người chơi, thấy cảnh này trong mắt đều không phải bỗng xuất hiện không thể. U giả cốc, nơi này là cấp 50 khu luyện công, tiểu quái tất cả đều là cấp 50 trên dưới. Mà lúc này người chơi đâu? Đẳng cấp toàn bộ đình trệ tại cấp 30, chỉ có cực kỳ cá biệt hung hãn nhân tại đã đột phá đến cấp 31. Càng cấp 20 đánh quái, đây là trò chơi người thiết kế nhìn thấy đều sẽ rơi lệ một màn. Dịp tiểu ngũ liền rơi lệ, khi thấy cố phi lúc này tại u dạ trong cốc như thế hài lòng ăn thịt đánh quái lúc, hắn lệ rơi đầy mặt. Lần này ngược lại là trước kinh động đến giám sát tiểu tổ. Bọn hắn phát hiện trước mắt vốn nên là không có một ai cấp 50 khu luyện cấp lại có thế có người đang đánh quái luyện cấp về sau, lập tức tiến hành lần theo kết quả phát hiện hết thảy bình thường nhưng nhân vật này quá cao pháp thuật lực công kích hay là đưa tới coi trọng đang xem xét cố phi trang bị về sau tổ giám sát đều lòng nghi ngờ có người cho cố phi mở cửa sau dẫn đến hắn sớm như vậy liền nắm giữ cao đương như vậy thứ trang bị nhiều lần chú ý nhân vật này dịp tiểu ngũ tự nhiên đạt được đám người hoài nghi tại bị gọi vào tổ giám sát về sau dịp tiểu ngũ cười khổ lấy ra sớm đã chuẩn bị xong lục tương đây là hắn làm đầu này chuỗi nhiệm vụ toàn bộ trải qua, các ngươi xem đi, có hay không làm trái quy tắc địa phương. Một đống người ghé vào lục tương trước nghiên cứu. Mẹ kiếp, liền biết muốn xảy ra vấn đề. Dịp tiểu ngủ thở dài, tại cố phi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ, cầm tới nguyệt dạ linh bào cùng đêm tối lửa cháy kiếm thời điểm, dịp tiểu Ngũ liền ngờ tới này lại nhấc lên gần sống. Chỉ là hắn phát hiện cố phi tự hồ không thích sử dụng pháp thuật, lúc nào cũng cầm đao chặt chém vết vết, cho nên trong lòng còn có may mắn. Ai biết gia hỏa này như thế nào bỗng nhiên thông suốt, dùng pháp thuật chiến đấu. Hiểu rõ một chút cố phi tình cảnh về sau, dịp tiểu ngủ hay là chỉ có cười khổ phần. Cấp bậc cao trang bị, nhưng cố phi có vượt cấp đánh quái pháp thuật lực công kích. Toàn bộ nhanh nhẹn thêm điểm cùng tự thân kỹ thuật, nhưng hắn né tránh quái vật công kích cũng là thành thạo điêu luyện. Thử nghĩ một cái cấp 50 đạo tạc nếu như mẫn lực hai thêm, chia 5 năm, năm trướng, đến lúc này cũng đơn giản là cái tốc độ nhanh hơn cố phi chút, công kích nhưng không bằng trình độ. Như thế liền có thể đối mặt cấp 50 luyện cấp tiểu quái, lúc này cố phi, như thế nào lại không thể. Pháp sư máu ít nhất, phòng thấp nhất, nắm giữ mạnh nhất diện tích lớn tổn thương phát ra là đối cái nghề nghiệp này đền bù, trước mắt cố phi còn không có phát huy pháp sư cái này ưu thế lớn nhất đâu. Dịp tiểu ngủ nhìn hắn số liệu, biết gia hỏa này liền cấp 24 thiên hàng hỏa luân đều không có học, nếu không thì lúc này hắn tại đây cấp 50 khu luyện công bốc cháy, toàn bộ thế giới song song sở hữu người chơi tốc độ lên cấp cũng không thể so sánh được với hắn. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, gia hỏa này chỉ là dùng vẹn vẹn sẽ hai cái công kích pháp thuật loại bỏ bên người mấy cái tiểu quái. Hắn bất quá là lợi dụng u dạ cốc cái này siêu cao quái vật đẳng cấp, đến tránh né đuổi giết hắn người chơi, tiến tới rửa sạch cái này một thân tê ca giá trị thôi. Diệp tiểu ngủ ngoại trừ cười khổ, còn có thể làm những gì? Nói trở lại, gia hỏa này pháp thuật phóng thích kỹ thuật cũng là không gì sánh kịp, nhất là thời cơ, nắm giữ thật sự là không kém chút nào. Cái này cùng am hiểu nhất nắm chắc thời cơ mục sư cao thủ so với, đều không kém chút nào. Trong trò chơi cố phi, này lại cũng đối diện hèn nhát cứu tinh thổi đâu. Thời cơ. Biết cái gì là thời cơ sao? Công phu ám khí, Trọng yếu nhất liền là nắm chắc thời cơ. Thả cái chết cọc tại cái kia, đập trúng nó có cái gì khó? Trong chiến đấu chân chính, cái nào đối thủ sẽ như cái cọc không động chút nào như ngươi nịnh. Đối phó di động mục tiêu, nhất định phải nắm chắc thời cơ, tính toán rõ ràng mục tiêu di động tốc độ, tìm đúng hắn kế tiếp điểm dừng chân, bắn ra ám khí mới có thể không sai chút nào. Đương nhiên, nếu như là một cái có kinh nghiệm đối thủ, hắn lại không ngừng thay đổi tự mình di động tốc độ cho nên thật muốn chỉ đâu đánh đó là rất khó cái này cần tăng cao bắp thịt chỉ lực tăng tốc ngươi thả ám khí tốc độ tốc độ đạt tới trình độ nhất định đối thủ tốc độ thay đổi liền có thể không đáng kể ngươi nghe rõ ràng chưa rõ ràng rõ ràng hèn nhát cứu tinh kinh sợ đáp cố phi mừng rỡ nghĩ không ra trong trò chơi thật là có đối với công phu như thế cảm thấy hứng thú người a à, nói hội lâu miệng có chút làm nghỉ ngơi một hồi đi cái này không có chuyện làm lại cho ai viết phong thư đâu cố phi suy nghĩ p s donat converter bằng Momo. mo 0932771659 ariban 6200205545289 vu Vang giang bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 83 Công phu kẻ yêu thích Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com P. S. Cầu Dona qua mùa dịch TT Thế giới song song tổ giám sát các đồng chí ngay tại lập đi lập lại nghiên cứu cố phi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ lục tương. Lúc đầu nhận lấy nhiệm vụ lúc đánh với tác độ một trận đã không thể nào tìm, khi đó dịp tiểu ngũ còn không có đối với cố phi như thế nhìn với con mắt khác. Nơi này. Lục tương hình ảnh dừng lại, tổ giám sát người chỉ vào trước giáo đường cố phi cùng tiểu vũ thân ảnh hỏi tiểu ngũ, hắn ở nơi này phát hiện cái gì? Về sau liền chạy đi tìm mạc phỉ rồi hả? Dịp tiểu ngũ lắc đầu. Không biết. Nếu như từ nơi này phát hiện manh mối, phải nên làm như thế nào? Tổ giám sát đồng chí cũng không biết chuỗi nhiệm vụ nội dung cụ thể. Đẳng cấp cao dược tề sư, có thể từ trên mặt đất lưu lại mạc phỉ vết máu bên trong phát hiện đó cũng không phải nhân loại huyết dịch dịp tiểu ngũ nói hắn giống như không có tiến hành loại này thao tác tổ giám sát người nói hắn không có dịp tiểu ngũ gật đầu trừ cái đó ra còn có cái gì địa phương có điểm đáng ngờ mọi người lẫn nhau thảo luận không có số liệu hết thảy bình thường bao quát cuối cùng cùng với bốt một trận chiến chỉ có thể nói người này bản lĩnh quá tốt rồi có người báo cáo vậy cái này điểm đáng ngờ giải thích thế nào? Tổ giám sát nhân vọng hướng dịp tiểu ngủ. Dịp tiểu ngủ buông buông tay. Đại khái là vận khí đi. Không cần bất kỳ lý do gì, muốn biết một chút người chết mạc phỉ tình huống, đây cũng là có khả năng. Tổ giám sát lại lặp đi lặp lại quan sát lục tương năm lần, không có phát hiện bất luận cái gì làm trái quy tắc địa phương, duy nhất đáng giá hoài nghi chính là có phải hay không là nhân viên tương quan đối với hắn tiến hành nhiệm vụ phương diện nhắc nhở. Ánh mắt của mọi người trực chỉ dịp tiểu ngủ. Dịp tiểu ngủ thần thái nhẹ nhõm, đối với cái này một điểm bao quần áo cũng không có. Hắn nhiều lắm là liền là lỡ miệng nói ra nhiệm vụ tại dạ quan thôn, nhưng cái này tại đi giao cho nhiệm vụ lúc vốn là sẽ nói ra, chỉ là cố phi lúc ấy không có chú ý nghe, sau đó lại không thể nào tra được thôi. Tại giáo đường cố phi đến tột cùng phát hiện cái gì, Diệp Tiểu Ngủ sau bất luận kẻ nào đều càng muốn biết. Tổ giám sát làm việc là chú ý chứng cứ rõ ràng, sẽ không oan uổng trong trò chơi người chơi, đương nhiên sẽ không cứ như vậy tùy tiện đối với Diệp Tiểu Ngủ kết luận. Cuối cùng, chỉ là hỏi một câu. Hắn cầm tới cái này hai kiện trang bị, nếu như theo đẳng cấp cấp số, tính bao nhiêu cấp? Đại khái cấp 70 trái phải. Diệp Tiểu Ngủ nói. Đám người yên lặng cấp 30 liền lấy đến cấp 70 trang bị, hơn nữa còn có thể phát huy ra đến, có thế nhẹ nhõm ứng phó cấp 50 tiểu quái đã không tính là gì khó lý giải chuyện. Nói như vậy đây là cái cấp 70 độ khó chuỗi nhiệm vụ rồi hả? Lại bị một cái cấp 30 người cho hoàn thành. Tổ giám sát ý tứ rất rõ ràng, đầu này chuỗi nhiệm vụ độ khó có chút mất cân bằng. Chúng ta chuỗi nhiệm vụ là cân nhắc người chơi bình thường năng lực đến thiết kế. Nơi này Ngươi cho rằng tùy tiện một cái người chơi cũng có thể làm cho bốt không cách nào sử dụng lan vương chi sĩ. Đừng nói cấp 30, ngươi chính là cầm cấp 70 số tài khoản đi, ngươi thử một chút ngươi được hay không? Có ít người không phải người bình thường, hắn có thể làm được người bình thường làm không được chuyện, ngươi ý tứ nhiệm vụ của chúng ta độ khó lấy loại này siêu nhân làm tiêu chuẩn sao? Dịp tiểu ngũ chỉ vào lặp lại phát ra cố phi đại chiến Adrian hình ảnh phản bác đám người yên lặng. Không có việc gì ta liền đi. Dịp tiểu ngủ rời đi. Rất kỳ quái, chính mình cũng là một lòng hy vọng cái này thiên lý nhất túy bị hài hòa, nhưng ngay tại lúc này, vì cái gì lại đối nhân vật này trong lòng còn có một loại chờ mong. Trong trò chơi, Nguyệt Dạ Thành bên ngoài u dạ cốc lối vào, một đám tiền trần nghiệp đoàn người chơi lộ ra vô kế khả thi. Cầm đầu mênh mông rậm rạp càng là lộ ra cực kỳ bực bội. Cách nhập khẩu không xa lắm địa phương, còn có rất nhiều người chơi khác, một bên giả vờ xử lý bên người thư thất tiểu quái, một bên hướng bên này nhìn quanh, nhìn thấy tiền trần nghiệp đoàn bị trò mèo, trong lòng mọi người đều là mừng thầm. Mọi người vô cùng có ăn ý phối hợp với, một cái cấp 22 tiểu quái năm người đuổi bắt, 5 phút đồng hồ bên trong nhiều lần bởi vì sơ sẩy để nó chạy trốn. Đạo tặc cũng không cách nào tìm hành đi vào. Mênh mông rậm rạp hỏi người bên cạnh. Một tên đạo tặc lắc đầu, không được nơi này quái đẳng cấp quá cao nhẹ nhõm nhìn rõ chúng ta tìm hành vừa rồi đã chết bốn cái huynh đệ liền tên kia cái bóng cũng không thấy mênh mông rậm rạp hỏi không thấy được đạo tặc thở dài tiền trần nghiệp đoàn người xuôi theo tọa độ một đường lần theo đến tận đây lúc đầu không có người tin tưởng cố phi sẽ tiến vào u dạ cốc nhưng tại cốc bên cạnh trái phải xoay quanh cơ hồ xác định chu vi hết thảy tọa độ về sau chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật này. Cố phi tọa độ xác thực trực chỉ trong cốc. Tiền trần nến thử tính tổ chức một chi các chức nghiệp lắp lên đội ngũ, thế nhưng là cũng không cách nào bước vào mấy bước. Quái vật thực lực thực sự quá mức cường hãn, người chơi lực công kích lộ ra vô cùng nhỏ bé, mà lực phòng ngự lại quá yếu. Mục sư ở một bên là liều mạng công tác, lại muốn 2.3 cái mục sư chiếu cố một nhân tài cứu được tới. Loại này đấu pháp miễn cưỡng có thể đem bên người quái rõ ràng nhưng sinh mệnh cùng pháp lực tiêu hao đều quá lớn hoàn toàn không có thời gian hồi phục nếu như lại thoáng gặp được quái vật điểm tập trung địa phương chờ đợi bọn hắn chỉ có đoàn diệt một đầu đường ra vừa mới lại gây dựng một cái đạo tặc đội ngũ ý đồ dựa vào tìm hành đi vào tìm tới cố phi ai ngờ nơi này cảm giác cao tiểu quái vậy mà có thể nhìn rõ đạo tặc tìm hành tại không có một sư viện trợ dưới tình huống bọn đạo tặc lộ ra yếu ớt vô cùng, tại chỗ liền chết bốn cái, còn lại phải dùng đi nhanh điên chạy, lúc này mới may mắn thoát thân. Mênh mông rậm rạp phát điên. Hắn một cái pháp sư, như thế nào ở bên trong còn sống? Không ai có thể trả lời vấn đề này, ai cũng không biết lúc này Cố Phi làm một cái pháp sư tới nói, đã nắm giữ cấp 50 thực lực. Thậm chí có thể nói mạnh hơn, cấp 50 pháp sư, tuyệt sẽ không có Cố Phi tốc độ như vậy, nhưng pháp thuật lực công kích lại là khó phân trên dưới. U dạ trong cốc, cố phi ngay tại hỏi thăm hèn nhát cứu tinh. Ngươi trước đó lúc tiến vào bên ngoài sơn cốc thật nhiều người của tiền trần. Hèn nhát cứu tinh gật đầu. Thật nhiều. Bọn hắn như thế nào không có làm khó ngươi. Cố phi kỳ quái. Ta che mặt đâu. Hèn nhát cứu tinh nói, bên ngoài thật nhiều người đều che mặt, theo đuổi người giết ngươi tất cả đều là che mặt. A. À, Sợ ta trả thù a? À? Cố Phi cười khổ, xem ra chính mình tại đây trong trò chơi hình tượng đã bị định hình. Ngươi đi vào, bọn hắn không có cản ngươi. Cố Phi hỏi. Cản cái gì? Bọn hắn cũng làm ta là chịu chết. Hèn nhát cứu tinh nói, cuối cùng lại là lòng vẫn còn sợ hãi nói. Nếu như không có ngươi tới tiếp ứng, ta đích xác là chịu chết. Dễ nói dễ nói. Cố Phi nói, ngươi nhìn, ta lại viết phong thư đến ta đưa người đi ra ngoài không đợi giao cho hèn nhát cứu tinh cố phi chính mình trước kịp phản ứng không được ngươi bây giờ lại hoàn hảo đi ra ngoài bọn hắn khẳng định muốn nghi ngờ đúng vậy a à, ta lần thứ nhất đi ra ngoài lúc bọn hắn liền nghi ngờ ta giả vờ không biết đây là cấp 50 khu luyện công một bộ dọa sợ bộ dáng hèn nhát cứu tinh nói ngươi còn rất cơ linh cố phi cười nói xong tiện tay tăng thêm hèn nhát cứu tinh hảo hữu. Đây chính là ta. Hèn nhát cứu tinh kích động đến chân tay lúng cuốn, chỉ là lặp đi lặp lại lầm bầm. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhìn hắn bộ dáng này, cố phi ngược lại có chút ngượng ngùng. Cái này hèn nhát cứu tinh, ngoài trừ chíp 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 có chút phiền bên ngoài, cái khác cũng còn không sai. Nhất là, tự hồ thật đối với công phu có hứng thú. Ngươi thật học qua đường lan quyền sao? Cố Phi hỏi. Nghiên cứu qua. Hèn nhát cứu tinh nói. Như thế nào nghiên cứu? Cố Phi hỏi. Đọc sách. Hèn nhát cứu tinh nói. Nhà. Cố Phi thoải mái, khó trách ngươi không hiểu bộ pháp, xuất bản quyền phổ bên trên cũng sẽ không truyền thụ bộ pháp. Hắc, như thế học được công phu, cùng tập thể dục theo đài không sai biệt lắm. Ngươi có thể dạy ta sao? Hèn nhát cứu tinh một mặt chờ mong thất tinh đường lan quyền ta cũng không phải rất có nghiên cứu, ta luyện phải là lục hợp đường lan quyền, cái này cùng ngươi thất tinh đường lan quyền khác biệt rất lớn, ta nhìn ngươi chiêu thức đã có chút cơ sở, lại sử luyện lục hợp có chút quá khó khăn. Ngươi đợi ta trở về nhiều nghiên cứu một chút thất tinh đường lan quyền, lại đến dạy ngươi đi. Cố Phi nói. Cảm ơn. Thực sự thật cảm ơn. Hèn nhát cứu tinh lại gật đầu lại cuối người. Ngươi thật như vậy thích công phu cố phi thích công phu, mà lại không che giấu chút nào, nhưng so với hẹn nhát cứu tinh, cố phi bỗng nhiên phát hiện chính mình thật sự là mười phần hàm súc. Có công phu, không hẹn nhát. Hẹn nhát cứu tinh nắm tay. Cố phi cười. Nói đến công phu, hắn cũng biến thành nhiều lên, một bên ứng phó chung quanh thỉnh thoảng sẽ soát ra tiểu quái, vừa cùng hẹn nhát cứu tinh thao thao bất tuyệt nói. Hèn nhát cứu tinh cũng phát giác cố phi thật sự là một cái tuyển thủ chuyên nghiệp, nhìn không được hiếu kỳ vậy ngươi vì cái gì võng du sẽ chọn pháp sư không đợi cố phi trả lời hắn đã tỉnh ngộ à ta hiểu được là vì càng tốt hơn tu luyện có đúng hay không cố phi dở khóc dở cười võng du bên trong hoàn toàn chính xác có thể tích lũy một chút kinh nghiệm thực chiến nhưng trên thực tế npc tiểu quái phi cơ tấn công giới hóa các người chơi phần lớn không thông thạo công phu sáo lộ kỹ xảo bất kể đánh quái hay là pk những kinh nghiệm này đều chỉ là có chút ít còn hơn không. Ta đến võng du, chỉ là muốn tìm cái có thể mở ra sở trưởng địa phương, nếu như có thể ở trong đó tìm tới nhường công phu càng thêm tinh tiến pháp môn, vậy coi như là ngoài định mức ban thưởng đi. Vậy ngươi tìm được chưa? Hèn nhát cứu tinh hỏi. Cố phi gật gật đầu. Tính có một ít đi. Tỷ như đối với lực lượng nắm chắc, công kích phương hướng phán đoán, thời cơ công kích nắm giữ, công kích con đường lựa chọn các loại. Bất quá, những này còn cần chính mình đi thông hiểu đạo lý, võng du cùng hiện thực có sự bất đồng rất lớn, bởi vì nghề nghiệp cùng thêm điểm phương thức bất đồng, giữa người và người tốc độ, lực lượng, thậm chí sinh mệnh lực trên lệch đều phi thường lớn, cái này ở trong hiện thực là không thể nào. Võng du bên trong muốn giết người, phổ thông đạo tặc đều phải 3.4 đao, cái này muốn ở trong hiện thực, một chiêu là được rồi. Cố phi nói xong lời này chính mình giật nảy mình, nghĩ không ra chính mình chơi xong võng du sẽ liên lạc lại hiện thực về sau, đã bắt đầu tại nghiên cứu giết người pháp môn, nhìn đến ở trong game đại sát tứ phương là có chút kích thích sát tính. Hèn nhát cứu tin rõ ràng không nghĩ sâu như vậy, chỉ là nghe cố phi nói, liên tục gật đầu. Cái kia võng du bên trong luyện đến then chốt, trong hiện thực cũng chưa chắc có thể sử dụng rồi hả? Cố phi nhẹ gật đầu. Mấu chốt nhất là, võng du bên trong chính ngươi tốc độ lực lượng cũng cùng trong hiện thực hoàn toàn không nhất trí nếu thật là muốn để võng du đến giúp đỡ công phu của ngươi tinh tiến trước tiên đem thêm điểm hướng ngươi chân thực phương hướng điều chỉnh đi ngươi là làm như thế sao hèn nhát cứu tinh hỏi ta cố phi cười cười ngươi mơ hồ ta đến võng du dùng công phu là đệ nhất luyện công là tiện thể Ta chỉ cần thêm điểm có thể đem công phu của ta toàn bộ thi triển đi ra, cũng không cần thiết như vậy quá nghiêm khắc. Mà lại ta bây giờ phát hiện, pháp thuật, tự hồ cũng có thể làm làm một loại công phu đến vận dụng. P.S. Donat Converter bằng MoMo 0932771659, Aribang 6200205545289 Vu Van Giang Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 84 Vì dân trừ hại Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com P. S. Cầu Đô Na qua mùa dịch TT Cố Phi cùng hèn nhát cứu tinh ở trong u dạ cốc đàm luận công phu, thời gian từng giờ từng phút đi qua, cốc bên ngoài các người chơi dần dần làm sao không được. Những cái kia vốn là xem náo nhiệt hoặc là trong lòng còn có may mắn nhận nhiệm vụ đánh đơn đơn náo động đến. Đã toàn bộ trở về thành, lưu lại chỉ có người của tiền trần, cùng với bạn của bất tiếu. Vân Trung Mộ Vân Trung Mộ cùng hắn mấy cái huynh đệ như cũng một bên giờ vờ tại phụ cận đánh quái. Lão Vân, chúng ta cũng trở về đi thôi. Huynh đệ bên trong có người nói chuyện. U dạ miệng cốc xem như khu luyện cấp thật sự mà nói chẳng ra sao cả, mặc dù đẳng cấp vừa phải, nhưng là quái lại thiếu lại hiếm, vụn vặt lẻ tẻ tự như là tô điểm, hiển nhiên không phải coi như khu luyện cấp đến thiết kế không muốn. Vân Trung Mộ nhìn qua người của Tiền Trần nói. Ta tại đây nhìn xem Tiền Trần đám kia cháu trai bộ dáng, trong lòng đã cảm thấy thoải mái. Các ngươi đi về trước đi. Nhưng ta tại đây sảng khoái hơn một hồi. Ngươi cẩn thận mênh mông rậm rạp tâm tình khó chịu, tìm ngươi phiền phức, một người nói. Không sợ. Vân Trung Mộ cười cười, bất tiếu chủy thủ ở ta nơi này đây, ta có thể phát động tiêu thất kỹ năng, người của tiền trần muốn đi qua, ta liền cho bọn hắn chơi cái tiêu thất. Bất tiếu phong chi ám ngữ. Làm sao sẽ tại ngươi cái này? Một người cả kinh nói. Hắn bị người giết sợ, sợ trang bị mất, cho nên trước gửi đến nhường ta chơi đùa. Vân Trung Mộ nói. À, vậy ngươi thoải mái đi, chúng ta đi trước, mấy cái huynh đệ rời đi. Vân Trung Mộ vung vẩy chủy thủ, tiếp tục một bên đâm quái một bên quan sát người của tiền trần mênh mông, nếu không chúng ta cũng trước tản đi đi. Lam dịch nhìn ra nghiệp đoạn có rất nhiều người cũng không ở lại được nữa. Bao lâu? Mênh mông rậm rạp hỏi. Nhanh 3 giờ. Lam dịch nhìn xuống thời gian, lại liếc nhìn nhiệm vụ, hắn PK giá trị đã rớt xuống 9, nguyên lai like là 11. Tốt à, trước tản đi đi. Không chậm trễ mọi người thời gian. Mênh mông rậm rạp thở dài. Vậy còn ngươi? lam dịch hỏi ta liền lưu tại đây chờ gia hỏa này đi ra mênh mông rậm rạp ác oán hận nói như vậy sao được lam dịch giật mình hắn muốn đi ra một hai cái thậm chí lại nhiều mấy người cũng ngăn không được a à, hay là lưu cái đạo tặc tại đây đi nhìn thấy hắn đi ra liền tìm phục sau đó báo tin tìm phục cũng vô dụng hắn có trinh sát một loại trang bị mênh mông mênh mông nói liền ta lưu lại đi dù sao ta bây giờ cũng là cấp 29, bị hắn lại giết một cấp cũng không có gì lớn. Các ngươi đều đi thôi. Nếu không ta lưu lại cùng ngươi. Lam dịch nói. Đều đi đều đi. Mênh mông rậm rạp xua đuổi đám người, có tình huống ta bảo các ngươi. Vậy chúng ta liền tại phụ cận tìm một chỗ luyện cấp đi. Lam dịch nói, mang theo hắn bình thường luyện cấp một đội nhân mã rời đi. Những người khác cũng riêng phần mình tứ tán rời đi mênh mông rậm rạp sửa sang lại quần áo vung vẫy pháp trượng cũng ở chung quanh soát lên quái đến nàng là trí lực tinh thần hình mục sư thánh quang cầu có chút lực công kích mà lại phóng thích tốc độ rất nhanh ứng phó nơi này điểm ấy thưa thất tiểu quái không thành vấn đề cách đó không xa vân trung mộ lúc này tim đập bịch bịch cơ hội a à, tiền trần nghiệp đoàn người thế mà đều đi chỉ để lại cái này bà nương một cái người đây không phải cơ hội ngàn năm một thuở sao cái này bà nương cũng quá ngưu bức, thật sự cho rằng không ai dám giết nàng sao. Bây giờ che mặt phương thức đã truyền khắp nguyệt dạ thành. Người nào không biết chỉ cần lừa cái mặt, cái kia giết người xong ai cũng không biết ngươi là ai. Vân Trung Mộ nghĩ đến, động lòng không thôi, cuối cùng quyết định, cắn răng một cái. Phát động đạo tặc kỹ năng tìm hành. Mục sư di động là siêu chậm, đạo tặc nếu như muốn giết nàng, trực tiếp chạy tới đâm đau nàng đều không tránh được coi như đối phương liều mạng cho mình tăng máu ngạnh kháng, vậy cũng luôn có cái pháp làm thời điểm. Cho nên một sư đối mặt bất kỳ nghề nghiệp nào đều không có đơn đấu thực lực. Vân Trung Mộ tìm hành, chậm rãi tới gần, bốn phía dò xét. Không xa có mấy người chính đi tới, nhưng tuyệt không phải người của tiền trần, tiền trần người là chính mình từng cái dùng ánh mắt hộ tống rời đi. Cơ hội quá tốt rồi. Vân Trung Mộ nuốt nước miếng, lặng yên đi tới mênh mông rậm rạp sau lưng đâm lưng. Vân Trung Mộ thành công cắm ra một đau kia. Mênh mông rậm rạp bị đau, tự nhiên là giật nảy cả mình. Nhưng là một cái kinh nghiệm phong phú mục sư, lúc này cũng sẽ không vội vã đi xem là ai ở sau lưng hạ độc thủ. Mà là trước tiên cho mình gia tăng một cái hồi phục thuật. Nhưng là, mênh mông rậm rạp hồi phục thuật thế mà chậm một bước, một cái khác hồi phục thuật trước chính nàng một bước rơi xuống trên người nàng. Vân Trung Mộ cũng là người chơi già dạ dặn kinh nghiệm, một trước một sau hai cái hồi phục thuật rơi xuống mênh mông rậm rạp trên người, lập tức phát giác có người làm giúp đỡ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy lúc trước mấy người kia, có một người chính dơ lên cánh tay. Chính là một sư thi triển hồi phục thuật chiêu thức. Vân Trung Mộ giận dữ. Cái này mênh mông rậm rạp tại Nguyệt Dạ thành tiếng xấu rõ ràng. Lão tử đây là vì dân trừ hại đâu. Không giúp đỡ coi như xong, thế mà còn ở bên thêm phiền đây là cái nào không có mắt vân trung mộ hoài nghi đối phương là không thấy rõ cô gái này liền là mênh mông rậm rạp nếu không thì thân là một cái có giác ngộ nguyệt dạ thành người chơi tuyệt không nên nên chính tà không phân đang chuẩn bị mở miệng giới thiệu thân phận của mênh mông rậm rạp trước mắt lóe lên tiếng gió thổi chặt chẽ một cái mũi tên nhanh đã đem vân trung mộ bắn ngã trên mặt đất đại gia ngươi địa vân trung mộ mắng cái này một cái đánh lén thật mạnh tổn thương suýt chút nữa đem hắn trực tiếp miễu sát. Lúc này mênh mông rậm rạp cũng đã xoay người lại, trong miệng ngâm sướng, vẫy gọi ra tới một cái thánh quan cầu. Vân Trung Mộ lúc này nghĩ phát động tiêu thất cũng không làm nên chuyện gì. Tiêu thất cũng không đại biểu trong suốt, mênh mông rậm rạp cách hắn gần như vậy, không chờ hắn tiêu thất thánh quan cầu đã đập trúng hắn, Vân Trung Mộ chỉ có nhắm mắt chờ chết phần. Ai ngờ lần này lại có một đạo hồi phục thuật rơi xuống Vân Trung Mộ trên người, thánh quan cầu lực công kích cùng hồi phục thuật so sánh, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Được cứu vân trung mộ trước tiên không phải may mắn, mà là kinh ngạc. Mục sư này thật nhanh ra tay. Hắn hồi phục thuộc thế mà sau mênh mông mênh mông thánh quan cầu trước một bước đến. Mênh mông mênh mông đã là trí lực tinh thần mục sư, mục sư này, chẳng lẽ là toàn bộ tinh thần sao? Ánh mắt chuyển hướng người tới, vân trung mộ khẽ giật mình. Ta dựa vào, tại sao lại là một cái bà nương? Chờ người tới lại gần chút, Vân Trung Mộ mới nhìn rõ, vẫn là không nhìn được cảm khái. Ta dựa vào, cái này đàn ông dáng dấp cũng quá bà nương. Trước cứu mình, lại cứu đối phương, mênh mông rậm rạp cũng bị làm có chút mờ mịt. Còn muốn tiếp tục công kích, Vân Trung Mộ đã phát động tiêu thất. Mênh mông rậm rạp không biết chỗ ở của hắn, một bên cẩn thận đề phòng, vừa bắt đầu chú ý tới đến mấy người tổng cộng là 5 người, nhìn trang bị, một cái đạo tặc, một cái mục sư, một cái chiến sĩ. Một cái cung tiễn thủ, một cái kỵ sĩ. Cái này không giống như là một cái luyện cấp đội, không có luyện cấp đội sẽ là như thế đều đặn phối hợp. Huống chi, bọn hắn luyện cấp trong đội vậy mà không có phạm vi lớn hỏa lực phát ra pháp sư, đây cơ hồ là không thể nào. Mấy người đã đi đến trước mặt, tên kỵ sĩ kia rất lịch sự chỉ vào u dạ cốc hỏi mênh mông rậm rạp tiểu thư đây là nơi nào u dạ cốc mênh mông rậm rạp trả lời chính là chỗ này cái kia cung tiễn thủ nghi ngờ ngươi đang chất vấn ta đối với tọa độ năng lực phán đoán sao người mục sư kia lạnh lùng đáp bọn này quái nhân cứu mình lại cứu tên kia bây giờ đến trước mặt lại không hề đề cập tới việc này sao mênh mông rậm rạp cảm thấy mình có chút bị bị hôn mê rồi tìm hành dấu ở một bên vân trung mộ cũng hết sức mờ mịt. Bất quá nghe được mấy tên kia vấn đề, bọn hắn không biết nơi này là nơi nào, chỉ có một cái loại giải thích. Người bên ngoài. Tiểu thư. Nơi này là không phải cao cấp khu luyện công A. Kỵ sĩ kia lại hỏi mênh mông rậm rạp. Mênh mông rậm rạp nhẹ gật đầu. Trong sơn cốc là cấp 50. Kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Đám người cùng nhau hướng cái kia cung tiễn thủ thò tay bỏ tiền đi. Cung tiễn thủ sắc mặt trắng bệch, run rẩy từ trong túi rút túi tiền, đếm ra 40 mai kim tệ, chia làm 4 phần. Năm người này tự nhiên là công tử tinh anh đoàn đám gia hỏa. Trước khi đến bọn hắn đánh cái cược, xét thấy Cố Phi bị đuổi giết, nhưng tọa độ nhưng một mực không động, bốn người suy đoán Cố Phi là giấu tại cao cấp khu luyện công, nhưng người bình thường không cách nào tiếp cận chỉ có ngự thiên thần minh cho rằng cố phi là dùng lần trước biện pháp tìm sơn động nấp đi kết quả không được đã phân yêu tiền ngự thiên thần minh đột nhiên lại đem tiền thả lại túi tiền còn không thấy đến người đâu không chừng trong sơn cốc này có sơn động không có khả năng hàng gia công tử quả quyết nói đất đai đồ là dùng chung một cái trục tọa độ cho nên chỉ có vân đoan thành nơi đó ngồi đánh dấu sẽ cùng sơn động trục tọa độ phát sinh trùng điệp bên này như thế lớn tọa độ đếm đã không có khả năng phát sinh loại hiện tượng này ngươi vì cái gì không nói sớm ngự thiên thần minh rất ngạc nhiên nói nhảm nói sớm như thế nào kiếm lời ngươi cái này mười kim tệ đừng nói nhảm đưa tiền đây đi hàng gia công tử nói ngự thiên thần minh nhìn về phía ba người khác ba người kia đều chết lặng dợi đi ánh mắt hết sức hiển nhiên bọn hắn cũng trước kia liền biết tình trạng này các ngươi bọn này bại hoại ngự thiên thần minh căm giận bất bình lại đếm ra kim tệ hữu ca vỗ vỗ hắn cố gắng học tập đi thân là một cao thủ lại là cái lạc đường nói ra làm trò cười cho người khác ngự thiên thần minh hối hận thì đã muộn như vậy tiếp xuống đâu là chúng ta đi vào hay là gọi hắn đi ra chiến vô thương hỏi chúng ta có thể vào sao? Kiếm quỷ nhìn qua cái này cấp 50 khu luyện công nhập khẩu, nhào nhào muốn thử. Ở trong mắt hắn, chỉ cần là cố phi có thể làm được, hắn đều hy vọng chính mình có thể làm được. Kiếm quỷ chính mình còn chưa có phát giác, chính mình lúc đầu cùng cố phi quyết tranh hơn thua tâm tình, đã trong lúc vô tình bị thay thế thành hắn có thế, ta cũng có thể vượt qua tâm tình. Không phải nói có thật nhiều người truy sát sao? như thế nào chung quanh đều không nhìn thấy người hữu ca hết nhìn đông tới nhìn tây ta không phải người a à. mênh mông rậm rạp nghe được khó chịu hữu ca cười cười không nói chuyện cô nương này bất quá là cái mục sư có mục sư một cái người đến làm truy sát sao mênh mông rậm rạp cũng đã theo mấy người không có che khuất cản đối thoại bên trong nghe được mánh khóe các ngươi là theo vân đoan thành tới truy sát cận chiến pháp sư năm người đều là khẽ giật mình. Cô nương xưng hô như thế nào? Hữu ca hỏi. Ta gọi mênh mông rậm rạp. Mênh mông rậm rạp trả lời. Ngươi tại đây là? Hữu ca hỏi thăm giọng nói. Liền là chờ tên kia đi ra. Mênh mông rậm rạp cắn răng nghiến lợi giọng nói, ai cũng nghe ra được ý đồ của nàng. Năm người mặt không hề cảm xúc. Dết chi. Ngự Thiên Thần Minh ở trong kênh Lính Đánh Thuê Hỏi P.S. Dona Converter bằng MoMo 0932771659 bằng 6200205545289 Vu Van Giang Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video Chương 85 Lừa dối công tử Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com P.S. Cầu Dona qua mùa dịch TTPS Dona converter bằng momo 0932771659 Aribang 6200205545289 vu van giang bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 86 lừa dối công tử bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com ps cầu Dona qua mùa dịch tt mặc dù phát sinh rất nhiều chuyện nhưng trên thực tế theo cố phi rời đi Vân Đoan Thành đến nay, còn chưa vượt qua 24 tiếng. Tình hữu nghị nhắc nhở. Nhìn ta sách nhất định phải chú ý điểm ấy. Ngự thiên thần minh ở trong kênh lính đánh thuê hỏi một câu dết chi, làm ra nhanh nhất phản ứng lại là cố phi. Dết cái gì? Hắn nhất định hết sức nhàn. Năm người lầm bầm. Mênh mông rậm rạp, nhận biết cô nàng này sao? ngự thiên thần minh ở trong kênh lính đánh thuê hỏi cố phi các ngươi cũng biết nàng cố phi hết sức rất ngạc nhiên ngươi biết không biết liền là chặt qua cố phi nói quá độc ác đám người nhao nhao cảm khái rất đẹp một cô nương ngươi cũng hạ thủ được nguyệt già dạ thành lớn nhất nghiệp đoàn gọi tiền trần hội trưởng gọi ngân nguyệt cô gái này liền là lão bà hắn cố phi giới thiệu sơ lược một cái nha biết không ít nha rất có năm đó ta phong thái hữu ca tán thưởng chỗ nào chỗ nào liền là đều chặt qua mà thôi cố phi khiêm tốn đám người hàng gia công tử hắn giọng một cái vẻ mặt tươi cười hỏi mênh mông rậm rạp chúng ta là tìm đến hắn thoạt nhìn ngươi là chuẩn bị giết hắn đoàn lính đánh thuê mấy người nhìn xem hàng gia công tử nụ cười trong lòng đều là phát lạnh gia hỏa này bình thường rất ít cười nghe nói hắn cười đến như thế hòa khí chỉ biết có hai loại tình huống một loại là muốn âm người một loại khác là uống nhiều quá hoa hơn ba giờ theo vân đoan thành đến nơi này coi như uống nhiều bây giờ cũng đã tỉnh rồi kết luận chỉ có thể là cái trước mênh mông rậm rạp phải xui xẻo mấy người nghĩ chỉ là không biết hàng gia công tử lần này cần chơi trò gian gì đúng vậy a à. Mênh mông rậm rạp đã trả lời hàng gia công tử vấn đề. Thế nhưng là? Một mình ngươi? Hay là một sư? Hàng gia công tử nói, người kia thế nhưng là rất độc ác, không bằng cầm thú. Quá giả. Một bên dự thính đám người nghĩ, biết rõ người ta là lớn nhất nghiệp đoàn hội trưởng phu nhân. Lại còn ở nơi này giả mù sa mưa trang quan tâm. Ha ha. Mênh mông mênh mông cười cười, không phải một cái người a. À chúng ta nghiệp đoàn người đều tại phụ cận đâu phải không hàng gia công tử tiếp tục nụ cười dối trá vừa rồi thật là nguy hiểm a à? quá vô sĩ đám người nghĩ lúc này lòng mang ý đồ xấu lập tức bắt đầu đem chủ đề kéo tới vừa rồi anh hùng cứu mỹ nhân bên trên xây dựng quan hệ đâu quả nhiên mênh mông rậm rạp đối với hàng gia công tử kịp thời xuất thủ cứu giúp biểu thị cảm tạ ngươi cũng là mục sư đâu nàng nói hai người nói liền đến một bên trao đổi một sư tâm đắc đi đem bốn người khác gạt tại một bên có cái gì cảm tưởng hữu ca hỏi thăm mọi người ta hy vọng vừa rồi tìm hành tên đạo tặc kia lại hiện thân nữa sau đó đâm chết đôi cậu nam nữ này chúng ta ai cũng không muốn hỗ trợ để bọn hắn hai lẫn nhau hồi phục thuật ngự thiên thần minh nói năm phút đồng hồ đi qua như thế nào còn không hiện thân gấp rút chết ta rồi Ngự thiên thần minh nói. Nếu không để ta đi. Kiếm quỷ ra vẻ muốn tìm hành. Được rồi, được rồi. Lão luyện thành thuộc chiến vô thương kéo lại nhiệt huyết dân trào những người trẻ tuổi kia. Hàng gia công tử cùng mênh mông rậm rạp trò chuyện đủ có quan hệ mục sư sau đó, nói đến trước mắt. Ách, các ngươi cùng người kia. Có cái gì thu? Mênh mông rậm rạp hỏi. Chúng ta là đoàn lính đánh thuê, có người giá cao mua chúng ta tới đuổi giết hắn. Hàng gia công tử nói. Xưng hô như thế nào a? À? Mênh mông rậm rạp hỏi. Hàng gia công tử. Hàng gia công tử tự giới thiệu, tiếp lấy vừa chỉ chỉ bên kia bốn cái. Mấy cái này là tiểu đệ của ta. Kiếm quỷ muốn lên, bị chiến vô thương bằng vào lực lượng ưu thế liều mạng giữ chặt, ngự thiên thần Minh Dương cung nghĩ thả nhánh tên bắn lén, cũng bị hữu ca nhìn rõ mọi việc không tệ lắm. Đều rất tinh thần, mênh mông mênh mông khen ngợi bốn người bọn họ. Cũng tạm được, coi như tạm tạm đi. Hàng gia công tử nói. Lại là một vòng hai đối hai dãy dụa. Kỳ thật, ở chỗ này chờ cũng không phải ý kiến hay. Hàng gia công tử cuối cùng bắt đầu liên quan đến chuyện chính. Ồ! Cấp 50 khu luyện công, ta nghĩ các ngươi đã nếm thử qua. Không có cách nào đi vào đúng không? Hàng gia công tử nói, mênh mông rậm rạp gật đầu. Gia hỏa này trốn ở chỗ này mặt, mục đích hiển nhiên là tẩy đi thê ca giá trị. Trước mắt hắn còn có 9 điểm, như vậy, còn cần 18 giờ, ngươi chuẩn bị ở chỗ này chờ 18 giờ sau. Hàng gia công tử nói, ta cảm thấy hắn sẽ mệt. Ngươi biết, cấp 50 khu luyện công A, coi như hắn thực lực mạnh hơn, ở bên trong chèo chống nhất định cũng hết sức vất vả A mênh mông rậm rạp nói thiên lý người bây giờ mệt không ngự thiên thần minh ở trong kênh lính đánh thuê hỏi mệt làm sao sẽ mệt ta bây giờ thịt nướng đây cự hương cố phi nói mấy người vì mênh mông rậm rạp cảm giác được bi ai ta thật muốn thấy được nàng tại bực này mười tám tiếng kết quả nhìn thấy ăn no thịt thiên lý liếm tay chỉ theo trong sơn cốc đi tới ngự thiên thần minh nhỏ giọng nói. Bên này hàng gia công tử còn tại thay mênh mông mênh mông bậy mưu tính kế. Coi như hắn mệt, hắn ra khỏi sơn cốc, hắn có thể đi chỗ nào? Hồi thành lo gút. Mênh mông rậm rạp cũng nghĩ đến. Không sai. Hàng gia công tử nói, nhưng là bây giờ hắn đi ra khỏi sơn cốc, sau đó lập tức nhìn thấy ngươi ở nơi này, hắn sẽ làm thế nào? Đại khái đi lên chặt ta. Mênh mông rậm rạp nói hàng gia công tử gật gật đầu. Chặt xong ngươi về sau. Hắn sẽ còn cấp tốc lại trở lại sơn cốc. Bởi vì hắn biết rõ. Không có khả năng chỉ là một cái mục sư ở nơi này mai phục hắn, nhất định có nhiều người hơn chờ hắn ở bên ngoài. Ê! Cái kia hẳn là làm thế nào? Mênh mông rậm rạp nói. Triệt thoái phía sau. Rời đi sơn cốc này mấy trăm mét, đem người bố trí tại sơn cốc trở về chủ thành trên nửa đường tận lực tìm hắn chưa từng gặp qua gương mặt lạ, không nên đeo nghiệp đoàn huy chương. Hàng gia công tử nói. Nơi này đến chủ thành nửa đường, tự hồ không có khu luyện công, không dễ dàng bố trí người đâu. Mênh mông mênh mông nói. Vậy thì có cái gì quan hệ? Hàng gia công tử mỉm cười nói, chỉ cần hắn nhìn thấy ngoài sơn cốc không có mai phục, yên tâm lớn mật đi tới, lập tức gọi người ngăn chặn cái này miệng. Chỉ cần hắn không về được sơn cốc này, năm phút một lần tọa độ đổi mới còn có một số giờ hắn có thể chạy đến đâu đi đúng nha còn có tọa độ đổi mới ta như thế nào đem cái này đều quên rồi mênh mông rậm rạp vỗ đầu một cái ngượng ngùng hướng hàng gia công tử giải thích hắn tọa độ rất lâu không động tới làm cho ta đều xem nhẹ điểm này hàng gia công tử cười cười hiện tại nhớ tới cũng không muộn cứ làm như thế mênh mông rậm rạp đánh nhịp, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Chỗ nào, mục tiêu của chúng ta đều là nhất trí. Hàng gia công tử nói. Đúng rồi, nhiệm vụ của các ngươi muốn giết hắn đến bao nhiêu cấp? Mênh mông mênh mông hỏi. Hết sức linh hoạt. Giết chết một cấp cho một cấp tiền. Hàng gia công tử nói. Vậy ngươi kiếm lợi lớn. Mênh mông rậm rạp cười nói, chúng ta nhất định sẽ tẩy trắng hắn vậy thì tốt quá hàng gia công tử nói không cần một lát lam dịch chờ tiền trần nghiệp đoàn thành viên lại theo bốn phương tám hướng chạy tới u già dạ miệng cốc thế nào mênh mông lam dịch xong lại liền hỏi như thế chờ đợi không phải cái biện pháp mênh mông rậm rạp nói đem hàng gia công tử đưa ra phương án cho đám người bố trí một cái trong các ngươi ai là không cùng tên kia đánh qua đối mặt một hồi nghe được tín hiệu liền nhanh chóng chạy tới nửa đường tiến hành cảng đường những người khác tại hắn rời đi miền sơn cốc về sau tới chiếm giữ nơi này chờ chút hàng gia công tử bỗng nhiên mở miệng đánh gãy như thế nào mênh mông rậm rạp nhìn qua hắn người của các ngươi có phải hay không toàn bộ nhận truy nã nhiệm vụ hàng gia công tử dùng tay khoa tay đương nhiên mênh mông rậm rạp nói hàng gia công tử cười khổ. Nhận truy nã nhiệm vụ, cái kia giết hắn đem hắn đưa đến trong tù đi. Như thế nào nhường hắn rất cấp? Ai nha? Mênh mông rậm rạp lại tự chụp mình đầu, điểm ấy ta cũng quên rồi, thật phiền, lúc ấy quá gấp gáp. Cái này, khả năng còn có một số người lúc ấy trên người có truy nã nhiệm vụ. Cho nên không có nhận lấy. Lam dịch nói. Ai không có lĩnh truy nã nhiệm vụ? mênh mông rậm rạp gọi. Thế mà không có người ứng với. Tiền trần nghiệp đoàn thực sự quá đoàn kết, những cái kia mới đầu không có dẫn tới nhiệm vụ, đều nhanh đi hoàn thành trong tay mình nhiệm vụ, sau đó quay đầu nhận lấy 27.149. Từ khi đó đến bây giờ đã qua hơn 3 giờ. Không có người còn đeo lúc đầu nhiệm vụ. Tất cả đều thuần một sắc đổi lại 27.149. Đám người vì nghiệp đoàn thật sự là tận tâm tận lực mà truy nã nhiệm vụ không cách nào hủy bỏ chỉ có mục tiêu pk rửa sạch hoặc là vào tù mới có thể tự động loại bỏ đây là hệ thống quy định có hay không vừa login a à? mênh mông mênh mông tuyệt vọng nói tùy tiện mấy người sợ là còn ứng phó không được gia hỏa này hàng gia công tử nói cái khác có nhiệm vụ người hỗ trợ thực sự không tốt nắm giữ rất dễ dàng đem hắn làm chắc bên trong đi này làm sao xử lý mênh mông rậm rạp nói hàng gia công tử thật sâu thở dài nguyên lai muốn trọng cái lười hiện tại xem ra chúng ta hay là cho ra tay hàng gia công tử nhìn qua một mặt phiền muộn các ngươi chúng ta chỉ có ta nhận nhiệm vụ rất khéo ta là mục sư ta sẽ không xuất thủ công kích hàng gia công tử nói nhìn xem người ta cái này gọi chuyên nghiệp chúng ta cần nhiều học tập mênh mông rậm rạp giáo dục nghiệp đoàn thành viên như vậy phong sơn lối vào thung lũng nhiệm vụ liền giao cho các ngươi truy sát do chúng ta tới thế nào hàng gia công tử nói quá tốt rồi mênh mông rậm rạp gật đầu người của các ngươi thấy hắn cũng không cần công kích có lẽ cái kia đã là bị chúng ta đánh tàn phế coi chừng một cái đánh chết hàng gia công tử nói mênh mông rậm rạp lập tức giao cho xuống dưới đúng rồi địa lao bên kia cũng hẳn là tìm người chắn một cái không thể cho hắn tự thú cơ hội hàng gia công tử nói cái này muốn chờ hắn đã ngồi tù đi ra không tên không họ đi đâu mà tìm đây bây giờ có thể nắm giữ hắn ngồi đánh dấu thực sự quá thuận tiện mênh mông rậm rạp liên tục gật đầu lập tức phân phối một ít nhân thủ mục tiêu tọa độ bắt đầu di động các ngươi liền lập tức đi ngăn chặn địa lao miệng không cần cùng hắn chiến đấu chiến sĩ đối cứng mục sư hồi phục liền tốt chúng đều là gật đầu còn có cái gì bỏ sót sao hàng gia công tử suy nghĩ lam dịch nhất tây ta có nói ta có thể hỏi một cái ngươi là ai sao lam dịch nói à quên rồi giới thiệu mở miệng là mênh mông rậm rạp vị này là đặc biệt bên trong vân đoan thành tới, truy sát tên kia hàng gia công tử cùng các tiểu đệ của hắn. Các tiểu đệ Bốn người chúng lần thứ ba giao chiến P. S. Donald Converter bằng Momo 0932771659 Ari bằng Vu Vang Giang Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 87 rút củi dưới đáy nồi. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com P. S. Cầu Đô qua mùa dịch. TT: tiền trần nghiệp đoàn nhân mã bắt đầu căn cứ hàng gia công tử bố trí mỗi người quản lý chức vụ của mình. Dựa theo hàng gia công tử an bài, mọi người căn bản không cần khẩn trương như vậy lúc nào cũng chú ý, chỉ chờ tới lúc 27.179 tọa độ bắt đầu di động, lại không sợ không làm loạn bắt đầu hành động chính là. Hành động không khỏi quá nhanh, như thế ngược lại sẽ đánh trắng động cỏ. Chờ 27.149 rời đi xa xa u dạ cốc về sau, lại không sợ không vội vàng chặn lại miền sơn cốc chính là hàng vạn hàng nghìn phải chú ý vấn đề chính là không muốn đối với 27.149 phát động công kích, cho dù là trên đường đụng vào cũng muốn nói tiếng xin lỗi, làm người không việc gì đi ra, muốn để hắn cho là hắn đã hết sức an toàn chế tạo ra loại này không khí chúng ta liền thành công một nửa hàng gia công tử nói tiền trần tất cả mọi người sâu sắc thán phục lam dịch mênh mông rậm rạp loại này nghiệp đoàn bên trong phái thực quyền nhân vật thậm chí đã nảy sinh ra kéo hắn nhập bọn suy nghĩ đây là một trận đánh lâu dài hàng gia công tử nói hôm nay mặc dù có thể giết chết hắn hai cấp nhưng ta đoán chừng hắn chết trở về khu vực an toàn về sau sẽ lập tức lo gút cho nên cần phải có người thời gian dài chú ý hắn phải chăng online, đúng rồi. Truy nã nơi cấp cho nhiệm vụ cũng hẳn là lưu người, không thể cho hắn tự thú cơ hội. Ngoài ra, nếu như muốn tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn mất hắn cái này một cấp, tốt nhất mấy cái lo gút khu vực an toàn cũng tìm người chắn một cái miệng. Ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết, gia hỏa này tốc độ là thật mau. Đúng 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 mênh mông rậm rạp vội vàng lại phân phối một ít nhân thủ phụ trách các nơi phòng ngự vấn đề. Nhân thủ của các ngươi không có vấn đề a? À? Hàng gia công tử hỏi. Ách, không kém bao nhiêu đâu. Mênh mông rậm rạp trả lời. Trên thực tế như thế phân bố nhân viên thật là có chút túng quẩn. U giả cốc, địa lao, truy nã nơi cấp cho nhiệm vụ, tăng thêm 7 đại nghề nghiệp 7 cái lo gút khu vực an toàn, hết thảy 10 cái địa phương. Mấu chốt còn phải đánh không đánh trả, cái này có chút đáng ghét. Không sao. Đây đều là vì đề phòng vạn nhất. Coi như hắn có thể thoát thân chạy đến khu vực an toàn, chúng ta cũng theo sát phía sau, người của các ngươi chỉ cần thoáng đỉnh một hồi sẽ là được, ta nghĩ nên vấn đề không lớn. Hàng gia công tử nói. Ừm, vấn đề không lớn. Mênh mông rậm rạp gật đầu. Vậy thì ngươi đến an bài, truy sát chuyện giao cho chúng ta đi chỉ cần hắn tránh không tiến vào những địa phương này, tuyệt đối chết chắc, chúng ta là chuyên nghiệp. Hàng gia công tử mỉm cười. Cảm ơn. Lần này may mắn mà có các ngươi. Mênh mông mênh mông thoạt nhìn hết sức cảm động. Ở đâu? Hàng gia công tử rất bình tĩnh bộ dáng. Tất nhiên như thế, chúng ta cũng rời đi trước. Chờ hắn tọa độ bắt đầu di động, các ngươi liền bố trí tốt mấy cái này địa phương phòng ngự sau đó cho ta đến cái tin tức chúng ta bắt đầu truy sát không có vấn đề mênh mông rậm rạp cùng hàng gia công tử nắm tay hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ hàng gia công tử một lần cuối cùng lộ ra hắn nụ cười ấm áp đám người đường ai nấy đi kiếm quỷ bọn bốn người chúng còn đen lấy mặt đứng ở một bên chúng ta cũng đi hàng gia công tử nói ngự thiên thần minh vừa muốn nói cái gì kiếm quỷ vỗ vỗ hắn sau đó ở trong kênh lính đánh thuê nói một câu không cần loạn nói chuyện như thế nào ngự thiên thần minh không hiểu ta nhìn thấy có đạo tặc tại vừa rồi tiến vào tìm phục trạng thái lúc này có lẽ liền lưu ở bên người chúng ta muốn nghe xem chúng ta nói cái gì kiếm quỷ nói nha ngự thiên thần minh thoải mái lập tức đổi một bộ dáng khí thế phấn chấn mà nói được rồi lần này tên kia chết chắc. Ha 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 ha. Không muốn lớn tiếng như vậy, quá quá mức. Hữu ca ở trong kênh lính đánh thuê phê bình. Kiếm quỷ lau sạch lấy chủy thủ trong tay, sát khí nghiêm nghị. Không sai, hắn chết chắc. Ừm. Kiếm quỷ biểu diễn liền không nóng không lạnh, vừa đúng. Hữu ca đánh giá, cuối cùng chính mình cũng không quên góp một viên gạch, nghĩ không ra gặp được như thế đại nghiệp đoàn hỗ trợ, này cũng bớt đi không ít chuyện, tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Chiến vô thương nói đơn giản một câu. mạnh nhất diễn kỹ phái hàng gia công tử nhẹ gật đầu. chúng ta trước tiên tìm một nơi luyện song cấp đi. năm người rời đi. tiên trần nghiệp đoàn bên này, Mênh mông mênh mông quả nhiên tại hỏi thăm lưu lại mấy cái đạo tặc. bọn hắn nói cái gì hay chưa? bọn hắn cho rằng kế hoạch này tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn đạo tặc báo cáo mênh mông rậm rạp nhẹ nhàng thở ra triệt để từ bỏ sau cùng một tia hoài nghi đối với bên cạnh lam dịch nói nhìn đến mấy người này tin được lam dịch gật đầu ta tìm người giám định bọn hắn trang bị đặt ở chúng ta nghiệp đoàn bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh cấp mấy người kia thực lực cũng không có vấn đề chờ giải quyết việc này Nhìn xem có thể hay không kéo vào nghiệp đoạn đến Mênh mông rậm rạp nói Từng, đợi lát nữa mọc ra thương lượng một chút Lam dịch nói Tiền trần hội trưởng Ngân Nguyệt này lại còn ngồi sổng nhà ngục đây Còn phải 3 giờ mới có thể đi ra ngoài Tên ngu ngốc này nhấc lên Ngân Nguyệt Mênh mông rậm rạp trong ánh mắt lộ ra khó gặp ôn nhu Ta đến cầm người phân phối một chút đi Lam dịch tính toán Bây giờ online có 346 người trong thành chính cái địa phương mỗi chỗ 30 người là được rồi. Sơn cốc bên này nhập khẩu khá lớn. Người nhiều lắm chút, còn lại liền toàn bộ ở lại nơi này đi. Mênh mông rậm rạp gật gật đầu. Nhớ kỹ mỗi cái địa phương đều xứng mục sư. Đây là mấu chốt. Đương nhiên. Lam dịch gật đầu. Hàng gia công tử một đoàn người đã rời đi u dạ sơn cốc vài trăm mét xa, mới tới nơi đó năm người, trên thực tế cũng không biết hẳn là đi đâu luyện cấp. Còn có đạo tạc theo ở phía sau sao? Ngự thiên thần minh ở trong kênh lính đánh thuê hỏi. Không biết, nếu như thiên lý tại liền tốt. Kiếm quỷ đối với cố phi có thể nhìn thấu đạo tạc tìm hành nhớ mãi không quên, hoặc là cũng có thể nói là canh cánh trong lòng. Chuyện gì chuyện gì? Kênh lính đánh thuê bên trong lập tức truyền đến cố phi la lên. Mấy người đối thoại hắn là đều nhìn ở trong mắt chỉ là không biết chuyện gì xảy ra cho nên cũng không có xen vào bây giờ trông thấy nâng lên chính mình khó tránh khỏi muốn hỏi một chút không có việc gì ngươi bây giờ có thể tùy tiện rời đi u dạ cốc sẽ không có người để ý đến ngươi hàng gia công tử rất bình tĩnh nói chuyện gì xảy ra các ngươi làm sao biết ta tại u dạ cốc cố phi kỳ quái các ngươi đến nguyệt dạ thành đến rồi không tệ hơn nữa còn đang nỗ lực giải quyết ngươi trước mắt nguy cơ. Hàng gia công tử nói. À, có ý định gì? Cố Phi hỏi. Rút củi dưới đáy nồi. Hàng gia công tử nói. Nói như thế nào? Cố Phi hỏi. Tìm ngươi phiền phức chủ yếu liền là tiền trần nghiệp đoàn người, cho nên, việc tiền trần nghiệp đoàn, vấn đề chẳng phải giải quyết rồi hả? Hàng gia công tử nói đến rất nhẹ nhàng. Ta chính là thưởng thức ngươi như thế phóng khoáng. Ta đây liền chờ ngươi thắng lợi tin vui đi." Cố Phi nói. "Chúng ta muốn làm thế nào?" Ngự Thiên Thần Minh hỏi. "Trước tìm có thể an tâm nói chuyện địa phương, không muốn giống quán rượu như thế ồn ào, tốt nhất là tư nhân phòng ở hàng gia công tử nói. Ta biết một cái người, các ngươi đi tìm nàng, nàng có thể cung cấp như thế địa phương." Cố Phi nói, "Nàng gọi Liễu Hạ." được rồi, bây giờ chia nhau đi. Kiếm quỷ, ngươi quăng cái đuôi đi tìm liễu hạ, tiến hành bước kế tiếp. Hàng gia công tử nói. Năm người mỗi người chia đồ vật. Kiếm quỷ thi triển đạo tặc cấp 30 kỹ năng đi nhanh một đường chạy vội. Đạo tặc tìm hành trạng thái là không thể nào đuổi kịp đạo tặc đi nhanh. Cố phi lúc này tăng thêm liễu hạ làm hảo hữu. Là ta. Cấp 31, Pháp Sư nhìn thấy tin tức này, Liễu Hạ đã đoán được là ai? À, là ngươi. Ta đang muốn tìm ngươi, ngươi có thế tuyệt đối đừng ra u dạ cốc, có năm cái theo vân đoan thành tới người truy sát ngươi, bọn hắn bây giờ cùng mênh mông rậm rạp xen lẫn cùng một chỗ. Trước mắt u dạ cốc bên ngoài là không có người, nhưng ta nghĩ bọn hắn nhất định bố trí bẫy rập gì. Ta muốn đi nghe lén. Nhưng lúc đó quá nhiều người, ta không có cách nào tới gần bên cạnh bọn họ. Liễu Hạ lo lắng nói. Cố Phi đã đoán được trong miệng nạn nằm cái theo vân đoan thành tới người là ai, nhàn nhạt cười cười. Đừng nóng vội, ta cũng có bằng hữu tới hỗ trợ. Bọn hắn muốn mượn dùng một chút của ngươi phòng ở đàm luận một ít chuyện, không có vấn đề a? À? Đương nhiên không có vấn đề. Liễu Hạ nói. Tốt. Một cái gọi kiếm quỷ đạo tặc sẽ liên hệ ngươi. Cố Phi nói. Kiếm quỷ là ma vực bên trong cái kia kiếm quỷ sao liễu hạ kinh ngạc ách là hắn ngươi biết đại danh nhân a à, ta làm sao sẽ không biết nghĩ không ra có thế có cơ hội thấy liễu hạ nói chờ mong không khỏi quá cao hắn đã để vô số người thất vọng cố phi nói ta nghe nói qua nghe nói bản thân hắn rất xấu ha ha cái này không có gì ta cái này liền đi phòng ở vậy chờ hắn tới. Liễu Hạ nói. Cố Phi đem này chuyển cáo cho kiếm quỷ. Đi nhanh sau đó kiếm quỷ bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Nguyệt Dạ Thành, hỏi rõ Liễu Hạ phòng ở tọa độ. Nhưng trước đó, kiếm quỷ còn cần đi gặp một cái người. Nguyệt Dạ Thành đạo tặc công hội ngoài cửa, kiếm quỷ đi hướng một cái hết nhìn đông tới nhìn tây đạo tặc. Vân Trung Mộ. Người tốt, ta chính là kiếm quỷ, kiếm quỷ đưa tay phải ra. Vân Trung Mộ khẽ giật mình, hắn đã nhận ra kiếm quỷ liền là trước đó tại u dạ cốc bên ngoài ngăn cản hắn giết mênh mông rậm rạp một trong năm người. Đương nhiên sẽ không có hảo cảm, không để ý đến hắn duỗi ra tay phải, cao mày hỏi. Nguyên lai là ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Chúng ta có một cái rất lớn kế hoạch, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ có hứng thú. Kiếm quỷ nói. Ồ, là cái gì? Vân Trung Mộ giật mình. Tìm một chỗ nói đi, đi theo ta. Kiếm Quỷ dẫn đường. Ngươi là thế nào biết ta gọi Vân Trung Mộ? Vân Trung Mộ một bên đuổi theo, một bên kỳ quái hỏi. Tìm bằng hữu nghe ngóng. Kiếm Quỷ nói, "Này làm sao nghe ngóng?" Vân Trung Mộ không hiểu. Nắm giữ phong chi ám nữ đạo tặc, trước mắt ta còn không có nghe nói có cái thứ hai. Kiếm Quỷ nói, u giả dạ cốc bên ngoài vân trung mộ tìm phục ám sát mênh mông rậm rạp thất bại bị hàng gia công tử cứu về sau rất nhanh lần nữa tiến vào tìm hành trạng thái kinh nghiệm phong phú kiếm quỷ lập tức phán đoán đây cũng là phát động kỹ năng tiêu thất mà lần này đám người thấy rõ ràng vân trung mộ trên tay cũng không có xuất hiện quyển trục một loại đồ vật tự nhiên khó tránh khỏi lại nghĩ tới bất tiếu chủy thủ phong chi ám ngữ mặc dù không thể khẳng định đây chính là bất tiếu cái kia một cái nhưng chung quy là loại khả năng sẽ đem chính mình tốt nhất trang bị phó thác người tất nhiên là tin tưởng nhất bằng hữu muốn nghe ngóng cái này cũng không khó chỉ cần hỏi một chút trọng sinh tử tinh thất nguyệt là được rồi dù sao nàng đã từng cũng là bất tiếu thân mật người bất tiếu bằng hữu tốt nhất là ai nàng không có khả năng không biết thông qua lạc lạc hàng gia công tử rất dễ dàng nghe được vân trung mộ người này. Kiếm quỷ tăng thêm hảo hữu, hỏi một chút cũng là nguyệt dạ thành, liền biết đã tám chín phần mươi. Việc này kỳ thật lượng quanh cái vòng luẩn quẩn, bọn hắn chỉ cần hỏi một chút cố phi nguyệt dạ thành bên này có một cái bạn của bất tiếu, là ai? Cố phi lập tức liền có thể nói cho bọn hắn đáp án này. Đáng tiếc ai sẽ nghĩ đến cố phi đã cùng người này đánh qua đối mặt. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn đã tìm được cái này bọn hắn cần người. Kiếm quỷ cùng vân trung mộ kề vai mà đi, đi tới liễu hạ trước của phòng. Kiếm quỷ sau cùng xác minh một cái tọa độ. Cho liễu hạ phát đi tin tức. Cửa phòng mở ra, liễu hạ đem hai người nên vào phòng. Là ngươi. Liễu hạ mới gặp kiếm quỷ so sánh rất ngạc nhiên, hiển nhiên cũng nhận ra là u dạ cốc bên ngoài năm người kia một trong. Lúc này đầu có chút quá tải đến, nhưng nghĩ tới là cố phi phó thác, cuối cùng vẫn lựa chọn tín nhiệm. Nơi này nói chuyện, không sợ có người nghe lén. Bây giờ đạo tặc quá càng rỡ, ý vào còn không có nhìn rõ tìm hành kỹ năng diện thế, từng cái đều thích làm nghe trộm. Chơi nhìn trộm. Kiếm quỷ cái này lời nói, phản phất hắn là như thế thuần khiết cao thượng, từ trước tới nay khinh thường chuyện như thế. Nhường vân trung mộ cùng liễu hạ một hồi lâu hổ thẹn, hai người đều là mới vừa ở u dạ cốc bên ngoài làm qua việc này. Vân Trung Mộ ho nhẹ hai tiếng, hóa giải một cái xấu hổ. Kiếm quỷ huynh tìm ta, không biết có chuyện gì. Vừa rồi ngươi thật giống như nói có kế hoạch gì kia mà. Kiếm quỷ nhẹ gật đầu. Một cái đem tiền trần nghiệp đoàn hơi đấy đánh ngã kế hoạch, ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ có hứng thú. Kiếm quỷ bọn hắn đều là võng du tên giảo hoạt, nhìn ra được mênh mông rậm rạp tại tiền trần nghiệp đoàn là cái rất có nhân vật quyền thế. Mà cái này vân trung mộ thế mà bốc lên về sau sẽ bị tiền trần nghiệp đoàn truy sát khắp thiên hạ nguy hiểm đi ám sát, có thể nghĩ hắn đối với đối phương oán hận sâu bao nhiêu. Thế là muốn nhìn một chút theo hắn nơi này là không phải có thể mượn nhờ lực lượng. À, nói nghe một chút. Vân trung mộ đó cũng là trải qua sóng to gió lớn, không thấy thỏ không thả chim ưng chủ không đến mức nghe được người nói có kế hoạch thật hưng phấn, đó là tiểu nhân vật mới có cử động. Tiền trần nghiệp đoàn quy mô lớn bao nhiêu? Kiếm quỷ hỏi. Cấp 4 nghiệp đoàn. 500 người, bình thường online nhân số hẳn là tại 300.400 trái phải. Vân Trung Mộ nói, nhìn Liễu Hạ liếc mắt, thoạt nhìn hắn cũng không xác định tình báo của mình phải chăng chính xác. Liễu Hạ ngược lại là hết sức tự tin gật đầu một cái. Chính là như vậy quả nhiên cường thịnh. Vân đoan thành lớn nhất nghiệp đoàn tung hoành tứ hải bất quá cấp 3. Nhân số 300 người, cùng tiền trần so hoàn toàn kém một cái cấp bậc. Nghe nói tiền trần danh tiếng không tốt, đối với bọn hắn có ý kiến người chơi, nhất định rất nhiều a. À. Kiếm quỷ nói. Đó là tự nhiên. Vân trung mộ. Có khả năng hay không phát động? Kiếm quỷ nói. Phát động. Cùng tiền trần đối kháng. Vân Trung Mộ cười khổ một cái. Ngươi là muốn mượn biển người chiến đem tiền Trần tiêu diệt. Dựa vào, đừng có nằm mộng, đại đa số gia hỏa đều là nhát gan sợ phiền phức, bình thường mắng lên tiền Trần như cái đàn ông, thật đến muốn đánh nhau lúc tất cả đều là cháu trai. Đại gia. Lần trước đại khái qua mấy cái nghiệp đoàn muốn đi khu luyện công càng quét, bắt đầu đang nói hay, nhưng đến sau cùng mỗi người thủ hạ chịu đến chỗ này liền mười mấy cái. Cái kia cấp 30 không khu luyện công khắp núi khắp nơi tất cả đều là người của tiền trần, liền mang điểm ấy nhân thủ, có thể càng quét cái rắm A, bây giờ nguyệt dạ thành tuyệt đại bộ phận cao thủ đều ở trong tiền trần nghiệp đoàn, không có gấp 2 gấp 3 người, có thể làm ra cái gì đồ chơi. Nếu như đây chính là kế hoạch của ngươi, ngươi cũng quá khinh bị chúng ta nguyệt dạ thành người chơi trí thông minh. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không nghĩ tới loại này biển người chiến thuật sao? Kiếm quỷ cười một cái nói nói như vậy. Ngươi ngược lại là có thể liên hệ đến mấy cái nghiệp đoàn. Vân Trung Mộ gật đầu. Cái kia ngược lại không có vấn đề. Ta bây giờ suốt đời địa chí nguyện liền là chơi ngã tiền trần. Đại gia lại để cho bọn hắn phách lối xuống dưới, còn nhường không để chúng ta những người này chơi. Ta bây giờ thảm nhất. Hôm nay gọi mênh mông rậm rạp nhìn vừa vặn, chờ lấy cái này 27.149 danh tiếng thoáng qua một cái, ta đại khái liền là toàn thành bị tiền trần truy sát đối tượng. Trời xanh a, à, cho ta 500 cao thủ nhường ta xuất lĩnh lấy tiêu diệt tiền trần đi. Ngươi có thể tìm tới 500 người. 500 người không được, muốn 500 cao thủ. Ta không nói sao, người của tiền trần toàn bộ chồng một chỗ luyện cấp, rút dây động rừng, nhất định phải có một lần toàn bộ làm nằm xuống thực lực. Vân Trung Mộ nói. Nhưng bây giờ vừa vặn liền có một cơ hội như vậy kiếm quỷ cao thâm khó dò cười nói cơ hội gì vân trung mộ hỏi nếu như có thể mà nói ngươi đem ngươi những huynh đệ này đều gọi tới ta một lần nói cho các ngươi nghe đảm bảo các ngươi hưng phấn kiếm quỷ nói thật hay giả vân trung mộ chần chờ ta cho tới bây giờ không nói đùa kiếm quỷ thần tình nghiêm túc tốt ngươi chờ vân trung mộ nói phát động tin tức, trong miệng còn không ngừng mắng lấy. Người đại gia, đều cho lão tử đến. Không hẳn sẽ, liễu hạ căn phòng lần lượt lại có không ít khách nhân đến thăm, người tới đều là một mặt nghi ngờ. Vân Trung mộ một câu. Chớ quấy rầy, người còn không có đủ, những người này cũng liền không nói nhiều. Đều yên lặng ngồi vào một bên, không lâu sau, trong phòng lại tới chín người nhiều. Khục. Vân Trung Mộ nói chuyện, giới thiệu cho các ngươi một chút vị này kiếm quỷ tên mọi người không xa là gì đi kiếm quỷ là giới võng du nhân vật truyền kỳ cái này một đám hiển nhiên đều là võng du tây già đời vừa nghe tên này lập tức ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu nói không ngừng cuối cùng vẫn là đối vân trung mộ gọi chúng ta đến chuyện gì a à? đều mẹ hắn chớ quấy rầy vân trung mộ mắng kiếm quỷ huynh nói có đánh ngã tiền trần kế hoạch gọi các ngươi đều tới nghe một chút thật dài tri thức, làm tiền trần. Ta dựa vào, kiếm quỷ đại ca ngươi mang theo bao nhiêu nhân mã đến a? Có người hô, nghe nói ngươi là lăng lộn vân đoan thành a, thiên lý tập kích đêm trăng nhỏ tiền trần a, không hổ là cao thủ. Tiểu đệ bội phục bội phục. Lại có người nói, mẹ nhà hắn, cuối cùng có trông cậy vào. Thời gian này cuối cùng chấm dứt. Mỗi người nói một kiểu phía dưới, kiếm quỷ cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói chúng ta không có nhiều người hết thảy liền sáu cái tất cả mọi người là khẽ giật mình hai mặt nhìn nhau có người vừa muốn mở miệng bị vân trung mộ vượt lên trước ngăn chặn đại gia ngươi câm miệng cho lão tử đem lời nghe xong lại nói kết quả hay là có một người nhỏ giọng lầm bầm đây là muốn gọi chúng ta đi liều mạng a cái này chuyện quan trọng không thành trái lại khẳng định phải bị tiền trần diệt a kiếm quỷ không kịp mở miệng vân trung mộ đã mắng lên trư tiên ngươi đại gia, ngươi vậy coi như chó má nghiệp đoàn. Hết thảy liền mẹ hắn hơn 30 người, một nửa hay là tìm nhà ngươi thân thích làm cấp 10 số tài khoản cho đủ số từ đây lại không lo dinh, bị diệt ngươi liền lại chiêu đủ cả nhà ngươi lại lần nữa hưởng ứng một lần chẳng phải, gọi cái rắm gọi. Trư tiên phơi cười nói, chim sẽ dù tiểu ngủ bẩn đầy đủ mà. Ta cái này nghiệp đoàn xây đến không dễ dàng, ta đại gia vì cho ta cho đủ số, tiến vào trò chơi này đầu óc choáng ván luyện đến cấp 10 đều nhanh chảy máu não, ta cũng không dám lại phiền phức lão nhân gia ông ta. Vân Trung Mộ tiếp tục của trách hắn. Liền ngươi đây còn không hăng hái, ngươi nhìn ngươi ở trong game lẫn vào theo đà đại tiện tự như. Ngày đó tại phòng đấu giá lại bị lam dịch cái kia chó hoang mắng máu chó đầy đầu a, à, ngươi nhìn con cháu của ngươi dạng, trong trò chơi lăn lộn như thế còn dám nâng đại gia ngươi đâu. Ngươi xứng đáng lão nhân gia ông ta vì giúp ngươi xây nghiệp đoàn bốc lên chảy máu não nguy hiểm tính mạng sao? Ngươi sống được còn có tự ái sao? Ngươi sống được còn có cốt khí sao? Ngươi! Ta thao mẹ ngươi đừng nói nữa, lão tử đi theo làm còn không được sao? Trư tiên bị nói đến con mắt đỏ ngầu. Lúc này mới đúng. Vân Trung Mộ gật gật đầu, nói với kiếm quỷ. Kiếm quỷ huynh ngươi yên tâm, ta à, đám bằng hữu này mặc dù không học thức. Mẹ ngươi, ngươi mới không học thức, cả nhà ngươi không học thức. Lão vân đại gia ngươi, đừng giả bộ đến người mô hình cẩu dạng. Lại ầm ý 5 phút đồng hồ mới bình phục lại. Vân trung mộ chậm rãi. Chấp nhất nói với kiếm quỷ. Ngươi thấy được, đám này cháu trai đích xác không học thức. Mở miệng nói bẩn. Nhưng là... Mắt thấy đám người lại muốn mắng, Vân Trung Mộ vội vàng rống lên một cuốn họng. Ngoài trừ cái kia trư tiên có chút cháu trai, cái khác cái đỉnh cái đều là nhiệt huyết kháng tử, ngươi thật muốn có gì có thể làm được kế hoạch, lấy ra, huynh đệ ta tuyệt sẽ không cau mày, nhất định nâng cao cái cổ làm đến cùng. Ừm, lão vân ngươi cái này còn giống câu tiếng người, đám người hài lòng nói, chỉ có trư tiên tiếp tục chấp nhất gọi. Con mẹ nó ngươi cháu trai, con mẹ nó ngươi cháu trai kiếm quỷ cũng bị đám người cái này mở miệng liền phun thô tục kích thích nhiệt huyết, hăng hái đứng dậy. Có như thế một đám huynh đệ, tuyệt đối không có vấn đề. Tiền trần trước mắt ưu thế lớn nhất, liền là đẳng cấp cao, nhân số chúng, mà lại bình thường đều là phân bố tại cùng một cái khu luyện công, rất khó để cho người ta có từng cái đánh tan cơ hội. Nhưng là bây giờ, tại chúng ta cần thời điểm, tiền trần nghiệp đoàn toàn bộ online thành viên sẽ chia 10 bộ phận đám người ánh mắt cùng một chỗ trừng lớn, đều là võng du lão thủ, điều này có ý nghĩa gì mỗi người đều rất rõ ràng. Có nguyệt già dạ thành bản đồ sao? Kiếm quỷ hỏi. Ta chỗ này có. Liễu Hạ vội vàng móc ra bản đồ cầm tới. À, có Mỹ Mi, lúc nào đến? Một đám xài lan hổ báo lại sôi trao. Mỹ nữ tên gọi là gì? Lời này mỗi người phun ra một lần. Mẹ ngươi, đây chính là người ta phòng ở, âm ý cộng lông, nghe kiếm quỷ lão đại đem nói cho hết lời. Vân Trung mộ quát bảo ngưng lại đám người như thế không có tiền đồ. Kiếm quỷ nhìn qua bày tại trên bàn bản đồ, liếc mắt đã quét cái đại khái, duỗi ra ngón tay, dần dần chỉ đạo. Cần thời điểm, tiền trần nghiệp đoàn người đem chia 10 bộ phận, trong đó chính chi đem phân bố tại nguyệt dạ thành địa lao cổng, truy nã nơi cấp cho nhiệm vụ cùng với bảy cái lo gút khu vực an toàn, còn có một chi sẽ lưu tại giả ngoại u dạ cốc nhập khẩu. Đám người vừa nghe, lập tức rõ ràng tiền trần nghiệp đoàn đây là muốn làm cái gì. Bọn hắn như thế bố trí, là muốn đuổi theo dết 27.149, liền lo gút cùng tự thú cơ hội cũng không cho. Đủ hung ác địa. Vân Trung Mộ nói. Cố phi trốn ở cấp 50 khu luyện công u dạ cốc bên trong, Nguyệt Dạ Thành đã truyền khắp. Kiếm quỷ tiếp tục nói chỉ cần 27.149 vừa rời đi u dạ cốc, tiền trần liền sẽ như thế hành động. Người mới vừa nói bọn hắn online nhân số tại 300.400, coi như hắn 400. U dạ cốc bên này tương đối rộng rộng, đóng giữ người sẽ khá nhiều, dạng này tính đến, trong thành mỗi chỗ nhân số hẳn là tại 30.40 người trái phải. Nếu như chúng ta có 500 người lời nói, ách, chúng ta có 500 người sao? Kiếm quỷ hỏi mấy người. Mấy người nắm chặt lấy đầu ngón tay bắt đầu tính, cuối cùng lại trao đổi lẫn nhau, sau cùng Vân Trung Mộ nói: Theo tổng số lời nói, hẳn là có hơn 600 nhân địa, nhưng bây giờ có chút không online. Còn có chút đẳng cấp thấp không có sức chiến đấu, tính được cũng liền hơn 400 người. Kiếm Quỷ nhẹ gật đầu nói: Hơn 400 người, chia 5 tổ, mỗi tổ hơn 80 người. Đối phương mỗi tổ 30.40 người nhân số bên trên ưu thế hay là rất rõ ràng nên có thể cấp tốc dập tắt bên trong năm tổ lúc này đừng có ngừng ngừng tiếp tục tìm mục tiêu trước mắt tiến công tranh thủ trong thời gian ngắn toàn diệt cái này chín tổ Tiên trần nghiệp đoàn như thế một nhóm lớn lực lượng đẳng cấp mất một tổn thất nặng nề nói tới chính sự lúc đám người này đều thu hồi trước đó hùng hùng hổ hổ bị điên biểu lộ từng cái vẻ mặt ngưng trọng lẳng lặng nghe kiếm quỷ sau khi nói xong cũng không có người rất nhanh lộ ra kích động vẻ mặt hưng phấn. Mấy người suy nghĩ một chút về sau, có một người nói: Cho dù là như thế, nhưng Tiền Trần người chỉnh thể rất một cấp. Nói thật so sánh với chúng ta hay là cái không thua không thắng cục diện. Nếu như tính luôn bọn hắn tại U Dạ cốc bên này sinh lực quân, chúng ta một trận chiến này bên trong tổn thất, cùng với Tiền Trần nghiệp đoàn chưa online hơn 100 người, trên thực tế chúng ta hay là sẽ ở vào rõ ràng thế yếu khoảng cách triệt để đổ nhau tiền trần còn xa cực kỳ. Đám người nhau nhau gật đầu nói phải. Bọn gia hỏa này cũng là rất tỉnh táo. Kiếm quỷ cười một cái nói. Đương nhiên, tuyệt không phải đem đối phương trong thành chính đội nhân mã toàn bộ tiêu diệt một lần liền coi xong, trong này còn có không ít chúng ta cần lợi dụng chi tiết. Kiếm quỷ huynh ngươi nói, tất cả mọi người là tập trung suy nghĩ lắng nghe. Người chơi bị giết về sau, Điểm phục sinh chính là bản chức nghiệp sinh ra điểm. Đây chính là chúng ta muốn lợi dụng cái thứ nhất chi tiết. Chiến đấu là tại điểm phục sinh trước cửa tiến hành. Có thể nói tử vong người chơi liền là tại chỗ phục sinh. Nhưng là, bởi vì đầu quy tắc này, tại đạo tạc công hội trước cửa tiến hành chiến đấu, nhanh nhất tiến hành bản địa khu chi viện sẽ là cái khác bất kỳ một cái nào trên chiến trường tử trận đạo tạc nghề nghiệp. Trước mắt thế giới song song còn ở vào giai đoạn sơ cấp, người chơi tạo thành chủ yếu vì cấp 30, kỹ năng còn thiếu, các chức nghiệp trong lúc đó tương khắc vẫn tương đối rõ ràng. Bởi vậy, công kích đạo tặc công hội đoạn đường này nhân mã, ứng với lấy khắc chế đạo tặc chiến sĩ làm chủ. Kiếm Quỷ nói. Đám người vừa nghe lập tức rõ ràng, mồm năm miệng 10 bắt đầu tiếp tục phân tích. Pháp sư học viện liền lấy cung tiễn thủ làm chủ đi chiến sĩ nơi đóng quân lấy pháp sư làm chủ. Cung thủ trận doanh lấy đạo tặc làm chủ. Còn có ba cái nghề nghiệp đâu? Kiếm quỷ tiếp tục nói. Trước mắt nghề nghiệp tương khắc rõ ràng, liền là chiến pháp trọng cung cái này bốn cái nghề nghiệp, cho nên. Chúng ta trước mắt muốn hợp thành năm nhánh đội ngũ bên trong, bốn chi muốn lấy cái này bốn cái nghề nghiệp là chủ, lấy hơn 80 đối với 30.40 nhân số ưu thế cấp tốc chiếm cứ nơi đó về sau, lưu lại 60 thậm chí 50 người trái phải có nghề nghiệp ưu thế đội ngũ liền có thể nhẹ nhõm áp chế. Lợi dụng nghề nghiệp tương khắc, lấy ít đánh nhiều, khống chế bốn cái điểm, là chúng ta hành động lần này một cái mấu chốt. Mọi người đến xem bản đồ. Kiếm quỷ chào hỏi đám người, Nguyệt Dạ thành bảy cái điểm phục sinh ở trên đầu đường này lấy chu vi hình tròn phân bố, Pháp sư học viện tại một giờ phương hướng, kỳ sĩ doanh tại ba điểm, chiến sĩ doanh tại bốn điểm, cách đấu quán tại sáu điểm mục sư học viện 7 điểm, cung thủ sân tập bắn 9 điểm, đạo tạc công hội 11 điểm. Ngoài ra địa lao tại phía xa thành trấn gốc Tây Bắc, có thể nói rời xa chiến trường, truy nã nhiệm vụ ở vào một đầu khác đường cái, so sánh với đó khoảng cách cung thủ sân tập bắn gần nhất. Chúng ta năm chi đội, lúc đầu chỉ có thể giải quyết 5 cái điểm, còn lại bốn cái điểm lúc này tin tưởng đã bắt đầu tới cứu viện. Tất cả điểm vị trí địa lý là chúng ta phải chú ý cái thứ hai chi tiết chiến pháp trọng cung cái này bốn cái địa điểm, trong kế hoạch hẳn là chúng ta vừa đi lên liền sẽ công chiếm. Nhưng bởi vì chiến sĩ nơi đóng quân chỗ kỳ sĩ doanh cùng cách đấu quán bên trong, tin tưởng sẽ tương đối nhanh đạt được tiếp viện, vì làm dịu đóng giữ áp lực, trước từ bỏ công chiếm chiến sĩ doanh, thứ tư phân đội theo kỳ sĩ doanh đánh, trước diệt cái này hơn 30 người. Sau đó thuận thế hướng xuống, chiếm giữ chiến sĩ doanh, đóng giữ. Cái này một đội cũng không cần hướng ra ngoài điều đi nhân viên lân cận gần nhất kỵ sĩ doanh có thể sẽ không ngừng có phục sinh kỵ sĩ người chơi tới chi viện chiến sĩ doanh. Thứ năm phân đội tính cơ động cao hơn, đi lên đánh trước cách đấu quán. Cách đấu gia nghề nghiệp người chơi trước mắt đến xem là tương đối ít, nơi này uy hiếp không lớn, có thể từ bỏ đóng giữ. Sau đó thuận kim đồng hồ phương hướng hướng cung thủ sân tập bắn xuất phát, dọc đường mục sư học viện, lúc này đối phương nơi này nhân viên cũng đã đi viện trợ cung thủ sân tập bắn chiến đấu. Mục sư là cơ bản không có sức chiến đấu. Mục sư học viện tùy tiện lưu cái 30, 40 người thủ một cái đầy đủ, còn lại người tiếp tục đi tới, cùng cung thủ sân tập bắn đội ngũ tụ hợp, cùng một chỗ tiêu diệt theo truy nã nhiệm vụ chỗ tới cứu viện 30 người. Sau đó tiếp tục hướng lên trên, đến đạo tặc công hội, chủ động hướng địa lao phương hướng xuất phát, tiêu diệt cuối cùng này một chi trong thành phân đội. Kiếm quỷ tay chỉ bản đồ vẽ một vòng tròn. Đến tận đây, trong thành bảy cái điểm phục sinh năm cái hoàn thành áp chế. Căn cứ tình huống thực tế. Có thể điều đi nhân viên đem còn lại hai cái cũng thoáng khống chế một chút. Giàu có ra thành viên, chờ đợi u dạ cốc trở về viện binh quyết một trận tử chiến. Yên tâm, chúng ta giàu có nhân số tuyệt đối tại bọn hắn cái này một đội phía trên. Mà lại, chiếm cứ rõ ràng ưu thế về sau, tin tưởng rất nhiều ở vào quan sát người chơi cũng sẽ hỗ trợ tiền trần từ đây lại không xoay người cơ hội kiếm quỷ nói đám người cùng một chỗ mắt nhìn bản đồ chỉ chỉ trỏ trỏ một bên khe khẽ bàn luận qua thật lâu vâng trung mộ gật gật đầu kiếm quỷ huynh kế hoạch hoàn toàn chính xác hết sức xuất sắc kiếm quỷ nói đương nhiên ta nói đúng lý tưởng nhất hóa tình huống thật đánh khả năng còn sẽ có một chút chuyện nằm ngoài dự liệu phát sinh nhưng là chỉ cần dựa theo cái này mạch suy nghĩ tiến hành chúng ta phần thắng là phi thường lớn. Vân Trung Mộ nhẹ gật đầu. Nhưng là, ta còn có một điểm nho nhỏ nghi vấn. Ngươi nói. Ta nghe lén các ngươi năm người khi đó cùng mênh mông rậm rạp đối thoại, nói như vậy, vào lúc đó lên các ngươi ngay tại tính toán dùng kế hoạch này đối phó tiền trần. Vân Trung Mộ hỏi. Không sai. Kiếm quỷ gật đầu. Vì cái gì? Các ngươi đặc biệt theo vân đoan thành chạy tới đối phó tiền trận là vì cái gì? Vân Trung Mộ hỏi. Vì bằng hữu. Kiếm quỷ chữ chữ kiên định. Bằng hữu. Vân Trung Mộ giật mình. Lập tức kịp phản ứng. 27.149 kiếm quỷ nhẹ gật đầu. Vì bằng hữu bốn chữ nhường vân Trung Mộ thần sắc có chút do dự. Ngươi biết, bất tiếu là bằng hữu của ta. Ta biết, kiếm quỷ gật đầu. Vân Trung Mộ do dự bị mọi người thấy trong mắt, lúc này đến phiên Trư Tiên mắng lên. Lão Vân ngươi đại gia, ngươi như thế nào bỗng nhiên bắt đầu cháu trai rồi hả? Chúng ta biết cái kia bất tiếu là bằng hữu của ngươi, bị 27.149 chém đứt cấp 8. Nhưng chuyện đến một mã một mã tính, bất tiếu bị hắn chặt cấp 8, cùng mẹ hắn bây giờ chúng ta muốn làm tiền trần một mau tiền quan hệ cũng không có. Ngươi là đàn ông liền phân rõ không phải là muốn báo thù cho bất tiếu tìm 27.149 đơn đấu đi. Đừng cầm cái này việc lớn chíp 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 chíp. Nói xong trư tiên hướng phía trước một bước. Nhìn qua kiếm quỷ nói. Kiếm quỷ đại ca, cháu trai này không làm ta làm. Ta nghe qua cách làm người của ngươi, tin được ngươi. Coi như ta nghiệp đoàn một phần. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nửa ngày không có người nói chuyện. Vân Trung Mộ nhìn xem cái này, nhìn xem cái kia, bỗng nhiên cười ha ha một tiếng. Đơ mờ mờ trư tiên, ngươi vậy đi trừ thân thích liền mười mấy người phá nghiệp đoạn có lông làm đầu, làm đại sự còn phải lão tử dẫn đầu, ngươi cái cháu trai cút ngay cho ta đến phía sau cùng đi. Những người khác lập tức đều thở dài một hơi, tiến lên vặn lại vân trung mộ liền là một hồi rút, bên cạnh rút còn bên cạnh mắng. Ngươi đại gia, suýt chút nữa cho là ngươi tiểu tử muốn làm cháu trai, còn tốt không có để chúng ta thất vọng. Làm, chúng ta đều làm. Đám người la lên. Làm, chơi ngã tiền trần lũ khốn kiếp này. Vân Trung mộ hô đến lớn tiếng nhất. Kiếm quỷ cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, ở trong kênh lính đánh thuê phát ra một đầu tin tức. Được rồi, tìm tới một đám đáng tin huynh đệ, không có vấn đề. P. S. Donald Converter bằng Momo. 0932771659, Ariban 6200205545289 Vu Vang Giang bạn thích bộ truyện này. Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 88 Công kích tiến hành lúc Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com P. S. Cầu đô Na qua mùa dịch TT chơi ngã tiền trần kế hoạch tại đều đâu vào đấy áp dụng bên trong. Thống kê nhân viên, phân tổ, nghiên cứu con đường, thực địa khảo sát, những này đều cần thời gian. Vân Trung Mộ đám người cũng là đều là tay già đời, những vật này không cần kiếm quỷ tay nắm tay đến chỉ huy. Chỉ là có một chút đáng giá lo nghĩ, đó chính là kế hoạch muốn tiến hành ẩn nấp. Một khi nhường tiền trần có phát giác, hết thảy liền phí công nhọc sức. Bất quá vân trung mộ bọn người vỗ bộ ngực đảm bảo, chính mình nghiệp đoàn huynh đệ tuyệt đối không có vấn đề. Trái lại, ngược lại là tiền trần nghiệp đoàn bên trong có đám gia hỏa này phái đi ra nội ứng, đang không ngừng phản hồi tin tức. Người của tiền trần lúc này chính luyện cấp luyện cấp, nhiệm vụ nhiệm vụ, chơi đến quên cả trời đất, không có chút nào phát giác một tấm rộng khắp trải rộng ra lưới lớn chính hướng phía bọn hắn vẫy tới. Sau một tiếng, nhân viên sàng chọn công tác tiến hành hoàn tất, đám người lần nữa tụ tập đầy đủ liễu hạ gian phòng, báo lên chính mình có thể tham chiến thành viên. Mộ vân nghiệp đoàn, 74 người, chiến sĩ 13 người, pháp sư 11 người, cung thủ 11 người, mục sư 10 người, đạo tặc 14 người, kỳ sĩ 10 người, cách đấu gia 5 người. Lấy vân trung mộ cầm đầu, mọi người từng cái báo lên phe mình thành viên, liễu hạ ở một bên tiến hành ghi chép thống kê. Tất cả nghiệp đoàn thành viên có nhiều có ít, trải qua cuối cùng thống kê, tổng cộng có 465 người. Chiến sĩ 83 người, pháp sư 76 người, cung tiễn thủ 79 người, mục sư 65 người, đạo tặc 80 người, kỳ sĩ 61 người, cách đấu gia 21 người. Nhìn thấy số liệu này kiếm quỷ nhẹ nhàng thở ra, hắn vốn là còn điểm lo lắng cuối cùng thành viên tạo thành sẽ thiếu một môn thậm chí thiếu hai môn, như thế liền không cách nào áp dụng lợi dụng nghề nghiệp tương khắc tiến hành áp chế kế hoạch. Hiện tại xem ra, vân trung mộ đám người xứng đáng cũng là người chơi già dặn kinh nghiệm, nghiệp đoàn thành viên tạo thành thà thiếu không ẩu, từ vừa mới bắt đầu xây dựng liền chú trọng các chức nghiệp nhân số cân bằng. Ngoại trừ tổng thể nhân số liền ít cách đấu gia nghề nghiệp, cái khác sáu môn xem như so sánh bình quân. Mà cách đấu gia cái nghề nghiệp này bản thân cũng không vấn đề gì, chỉ là bởi vì lúc chiến đấu động tác biên độ quá lớn, người bình thường cần nhất định thích ứng. Quan phương tình hữu nghị gia nhập cái này nhắc nhở về sau. Bởi vì số tài khoản tính duy nhất, không ít người liền cẩn thận không có lựa chọn cái nghề nghiệp này. Trên thực tế cách đấu gia loại kia dùng đến trời đất quay cuồng kỹ năng, trước mắt cấp 30 người chơi căn bản liền không biết làm cho rất nhiều hâm mộ cách đấu gia liên kích người chơi tiếng oán than dậy đất, cho rằng quan phương quá mức nói chuyện giật gân. Trước mắt liền nhiều như vậy người. Vân Trung Mộ nói với kiếm quỷ, không online có thể kéo cũng đều kéo tới. Đây cũng là kiếm quỷ bọn hắn làm như vậy đầy đủ trước khi chiến đấu chuẩn bị một cái ưu thế vị trí. Có thể đi đem không có lo dinh người cố ý cho gọi tới. Chỉ lần này một đầu liền trợ giúp bọn hắn bằng thêm hơn 50 người Tây giống tiền trần đến nay vẫn chưa hay biết gì, chờ đánh lại đi lo gút gọi người, vậy liền so sánh không có yên lòng. Tận lực bồi tiếp tiến hành phân tổ, cái này nhìn như đơn giản. Kỳ thật lượng công việc rất lớn. Dù sao cũng không thể đem 465 người toàn tập đủ tiến hành phân phối, như thế quá mức dễ làm người khác chú ý, thế là chỉ có thể văn bản thao tác. Như thế ánh sáng đem hơn 400 nhân địa tên đoàn đi ra liền là một hạng vĩ đại công trình càng đừng đề cập còn muốn ghi chú rõ nghề nghiệp cùng đẳng cấp. Trư tiên tiểu tử kia còn hỏi thăm muốn hay không đem trang bị đều đoạn đi ra, bị đám người một hồi bạo nịnh. Vân Trung Mộ đánh trúng vô cùng tàn nhẫn nhất, người khác tay nhiều nhất, lượng công việc lớn nhất. Việc này lại dày vào một giờ, sau cùng phân ra sáu tổ, so lúc đầu tính toán năm tổ thêm ra một tổ. Kiếm quỷ lúc đầu là theo 400 người tính toán, một cái 80 người tiểu đội. Liên đầy đủ cấp tốc dập tắt một chi 40 người trở xuống đội ngũ. Lúc này có 465 người, chia 6 tổ cũng có 77 người, chỉ so với 80 ít người ba cái, vấn đề không lớn. Cứ như vậy thế cuộc liền càng phát ra lộ ra đơn giản, đám người cũng càng thêm hưng phấn lên. Sau cùng thành viên phân tổ thực tế thao tác, làm phòng tiết lộ phong thanh. Không có người tại nghiệp đoàn trong kênh nói chuyện trực tiếp la to, đều là từng cái từng cái tiến hành nói chuyện riêng. Ít ít ít, thêm ít 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 hảo hữu, một hồi nghe hắn chỉ huy liền đầu này. Từng cái phát ra ngoài, ở giữa còn muốn ứng phó một chút thành viên đáp lời hỏi thăm, đem mấy người loay hoay choáng đầu hoa mắt. Trư tiên lại một lần sướng rồi, người khác ít nhất, vân trung mộ lại một lần thảm rồi, người khác nhiều nhất. Các vị, chịu đựng. Kiếm quỷ đồng tình nói. Chờ làm xong việc này, Từng cái hành hội trưởng nhóm khuôn mặt nhỏ trắng bệch Ta nhanh nôn. Vân Trung Mộ nói, ta cho tới bây giờ không có cảm thấy nói chuyện riêng cũng sẽ khổ cực như vậy. Bây giờ. Đã chuẩn bị hoàn tất A. À? Kiếm quỷ hỏi. Kiếm quỷ lão đại, ngươi sẽ không muốn để chúng ta lại xác nhận một lần A. À? Một người kêu gào. Mỗi người chia đội đội trưởng đem chính mình muốn dẫn người xác nhận một lần là được rồi. Kiếm quỷ nói âm ý cái rắm. Lại xác nhận một lần. Cơ hội ngàn năm một thuở, đều mẹ nhà hắn lên tinh thần một chút. Vân Trung Mộ nói chuyện. Hắn cũng là phân đội trưởng một trong, tất nhiên tỏ thái độ, những người khác cũng không tốt lại có ý kiến. Chỉ có thể lại lần nữa bắn ra hảo hữu danh sách, đối chiếu liễu hạ sữa sang lại ra phe mình phân đội đội viên danh sách từng cái nói chuyện riêng. Mấy cái không cần đảm đương phân đội trưởng lúc này nhàn, hướng về phía sáu cái nói chuyện riêng phân đội trưởng nháy mắt ra hiệu giống nhìn khỉ làm xiết việc này làm xong sở hữu công tác chuẩn bị có một kết thúc đám người thần sắc nghiêm nghị vất vả lâu như vậy có thể hay không chế tạo lôi đình một kích liền nhìn tiếp xuống mọi người cái nghiến răng nghiến lợi đấu chí vô cùng đắt đỏ như vậy chuẩn bị đi kiếm quỷ nói đám người gật đầu lẫn nhau nắm tay, đập vai. Đại gia, xuất phát. Vân Trung mộ quát. Mấy người hùng dũng oai vệ rời đi liễu hạ tòa nhà. Thiên lý, ra u giả cốc. Kiếm quỷ cho cố phi phát đi một đầu tin tức. Ồ! Cố phi không hiểu, có quan hệ kế hoạch này hắn đến nay là hoàn toàn không biết gì cả. Chúng ta muốn thu thập tiền trần. Kiếm quỷ nói. Ngưu như vậy. Cố phi một bên hồi phục, vừa bắt đầu hướng u dạ cốc bên ngoài di động, chuyện gì xảy ra? Quay lại lại nói tỉ mỉ đi. Chính ngươi cẩn thận một chút. Kiếm quỷ nói. Tọa độ động. 27.149 ngồi đánh dấu động. Tiền trần nghiệp đoàn bên trong không ít người tại truy nã nhiệm vụ tọa độ đổi mới lúc, phát hiện cố phi phát sinh chuyển vị. Mênh mông rậm rạp tự nhiên cũng là biết, lập tức cho hàng gia công tử phát ra một đầu tin tức. Động biết. Hàng gia công tử trả lời, các ngươi mau mau chuẩn bị. Không có vấn đề. Mênh mông rậm rạp trả lời, tiếp lấy ở trong nghiệp đoàn ra lệnh một tiếng. Tiền trần bên này đã từ lâu hoàn thành trấn giữ 10 cái điểm nhân viên phân phối, khi nhìn đến cố phi tọa độ di động về sau, có ít người đã tự giác lao tới chính mình phải chịu trách nhiệm cương vị. Lúc này mênh mông rậm rạp mệnh lệnh vừa ra, toàn bộ nguyệt dạ thành tiền trần thành viên đều tại hoạt động, bốn phương tám hướng trào thành nguyệt dạ thành nội địa chính cái địa điểm. U dạ cốc chi kia không nên gấp, chờ 27.149 rời đi u dạ cốc một khoảng cách lại về sau trở về ngăn chặn. Trên đường nếu có người gặp được hắn, trang người không việc gì. Mênh mông rậm rạp cường điệu. Cố phi mang theo hàng nhát cứu tinh từ trong u dạ cốc dết ra. Hai người nằm vùng ăn thịt nướng địa phương, là trong cốc tương đối cày quái khá ít một chỗ kẹt mấy cái quái đổi mới thời gian, cố phi mới ứng phó thành thạo điêu luyện. Nếu thật là tìm dày đặt địa phương cuồng soát, cố phi thứ nhất không học quần công pháp thuật, thứ hai không thêm trí lực kháng pháp lực là chịu không được thời gian dài tiêu hao. Cho nên trước mắt cố phi mặc dù có tại u dạ cốc đánh quái thực lực, nhưng muốn nói ở nơi này cày quái luyện cấp, hiệu suất cũng không lạc quan. Cứ như vậy, cố phi ở trong u dạ cốc hay là ngồi sổng gần 7 giờ. Nhẹ nhõm đánh quái, ăn miếng thịt bự, càng vui là bên cạnh còn có một cái công phu kẻ yêu thích nghe cố phi lớn đàm luận công phu, cái này bảy giờ trôi qua thật sự là vui vẻ. Đi ra u dạ cốc một khắc này, cố phi có chút lưu luyến không rời trở về phía dưới. Vào chỗ không có, vào chỗ hay chưa? Tiên trần nghiệp đoàn bên trong mênh mông rậm rạp hiểu rõ các phương tình hình chiến đấu. Cung thủ sân tập bắn vào chỗ. Chiến sĩ doanh vào chỗ. Đạo tạc công hội vào chỗ tin tức không ngừng truyền đến. Tiền trần nghiệp đoàn bên trong như là, kiếm quỷ đám người bọn họ bên này cũng thế. Thẳng đến một câu cuối cùng, cu dạ cốc trắng tốt, truyền đến lúc, tất cả mọi người là mừng rỡ. Mở dết. Hàng gia công tử nói với mênh mông rậm rạp. Cố lên. Mênh mông rậm rạp trả lời, nàng hoàn toàn không biết hàng gia công tử câu này mở dết bên trong tầng thứ hai hàm nghĩa. Mở dết kiếm quỷ đối với quen bạn mới một đám các huynh để nói ra chính là cái này thứ hai hàm nghĩa nguyệt già thành điểm phục sinh tiền trần nghiệp đoàn người chơi phát hiện chính mình phụ cận vùng vặt lẻ tẻ tụ lên thật nhiều người bọn hắn đều không có để ý tiền trần làm như thế động tác lớn hành động nhất định sẽ có rất nhiều người hiếu kỳ đương nhiên sẽ có rất nhiều người vây xem bọn hắn lúc này trong lòng rất là đắc ý chỉ là làm những này lặng yên tụ lên người xem bỗng nhiên vung vẩy vũ khí trên tay, hướng phía bọn hắn nhào lên lúc, mấy người này mới ý thức được không ổn. Cảm giác được không ổn thời điểm, một nửa người đã tiêu thất. Kiếm quỷ đối với tiền trần phân tổ nhân số đoán chừng là quá cao. Tiền trần ở bên trong nguyệt dạ thành mỗi điểm nhân viên an bài, chỉ có 30 người. 77 người đối với 30 người chiến đấu, nhân số đủ để đền bù phương diện khác trên lệch. Bất đồng điểm phục sinh trước, hiện ra bất đồng chiến đấu tình cảnh đạo tặc công hội ngoài cửa số lớn chiến sĩ chịu lấy công kích đem dẫm đến cạch cạch vang lên như sấm mà tới pháp sư học viện ngoài cửa đột như cái khác mũi tên bắn ra tiền trần thành viên phương hướng đều tìm không đến cung thủ sơn tập bắn ngoài cửa tiền trần thành viên đột nhiên từng cái phát ra tiếng kêu thảm vô số cái đạo tặc hiện lên ở bọn họ bên người vung vẩy chủy thủ trong tay chiến sĩ nơi đóng quân ngoài cửa pháp sư nâng tay phải của mình vô số hỏa luân từ trên trời giáng xuống, cửa doanh bên ngoài đã là một cái biển lửa. Bởi vì thêm ra một chi tiểu tổ, cho nên chiến sĩ nơi đóng quân cuối cùng cũng hưởng thụ ưu tiên công kích đãi ngộ. Trừ cái đó ra, kỵ sĩ doanh cùng cách đấu võ quán cũng trong nháy mắt liền bị công chiếm, chỉ là công kích phong cách không có như thế rõ rệt thôi. Trận chiến mở màn đại thắng, nhưng chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu, hết thảy có thể hay không kế hoạch tiến hành, hay là ẩn số. P.S. Dona Converter bằng Momo. 0932771659, Ari 6200205545289 Vu Van Giang. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 89. Dành giật từng giây. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com P. S. Cầu Dona qua mùa dịch. TT 2 phút đồng hồ, vẹn vẹn qua 2 phút đồng hồ tiền trần nghiệp đoàn người hoàn toàn còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra liền đã tại điểm phục sinh gặp nhau sáu cái lọc vào kiếm quỷ đám người biển người đã kích điểm phục sinh không có người nào có thể may mắn thoát khỏi đều tại hai phút đồng hồ bên trong bị đưa đến điểm phục sinh đáng thương là tương đương một bộ phận trở lại điểm phục sinh tiền trần người chơi rất là mê man cứng đầu cứng cổ bên cạnh hướng điểm phục sinh bên ngoài đi một bên tại nghiệp đoàn trong kênh nói chuyện phát tin tức hỏi thăm tin tức còn không có thả ra đã lại bị nằm ở ngoài cửa hai bên đánh bại tiền trần quân đoàn lần nữa đưa về điểm phục sinh kiếm quỹ đối với tiền trần lẫn nhau trong lúc đó viện trợ dự phòng tựa hồ có chút dư thừa cái này đã kích thực sự quá đột nhiên lúc này tiền trần nghiệp đoàn trong kênh nói chuyện đã loạn thành một bầy khóc gọi gọi mắng cầu cứu mờ mịt làm cái gì cũng có cũng không biết là chuyện gì xảy ra bất kể là mênh mông rậm rạp hay là lam dịch hay là tiền trần cái khác có quyền chỉ huy lực nhân vật trọng yếu đều không thể nhanh chóng như vậy theo cái này hỗn loạn tán gẫu trong ghi chép nhìn ra đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì chờ bỏ ra mấy phút thời gian dụng nói chuyện riêng biết rõ ràng tình huống lúc nguyệt dạ thành bên trong tiền trần nghiệp đoàn chỗ bàn khoảng cách chính tiểu đội đã bị đánh bại tiền trần quân đoàn tiêu diệt tám chi còn sót lại chính là tại phía xa địa lao thứ chín tiểu đội kiếm quỷ đã an bài một người mang theo chi 60 cái đội ngũ đi tiêu trừ cái này 30 người. Còn lại đám người tiến hành bố phòng. Trừ bỏ bởi vì ít người mà bị không đáng kể cách đấu võ quán, cái khác sáu cái điểm phục sinh đều đã chôn xuống phục binh. Chiến pháp trộm cung càng là lấy nghề nghiệp chống đỡ tiến hành áp chế. Thừa ra nhân viên cũng đã tập hợp hoàn tất, chờ đợi theo u dạ cốc phương hướng trở về viện binh tiền trần mạnh nhất một chi đội ngũ. Chết tại điểm phục sinh tiền trần thành viên thật cũng không nhàn rỗi. Lúc đầu top 5 top 3 đi ra điểm phục sinh bị trong nháy mắt tiêu diệt, lúc này nhìn thấy đồng bạn bên cạnh đã tụ lên có 20.30 người nhiều, mọi người quyết tâm hợp lực một lần xong. Kết quả có thể nghĩ, nhân số vốn cũng không chiếm ưu thế, huống chi còn bị nghề nghiệp khắc chế, ý đồ xong ra đều là có đi không về. Không đúng. Hẳn là có đi có trở về, bọn hắn cực nhanh trở lại điểm xuất phát mà lại là dùng bay. Đến tận đây kiếm quỷ lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Cấp 3, tiền trần người chơi tại ngay từ đầu gió bão mưa nặng hạt mảnh liệt tập kích xuống, phần lớn người chơi đạt được rớt 3 cấp tổn thất. Đây chính là hắn dự trù muốn có được kết quả. Lần thứ nhất đã kích rớt một cấp, tiền trần thành viên không biết chuyện gì đi ra điểm phục sinh lại rớt một cấp, phát hiện tình huống không đúng, có tổ chức tiến hành phản công, kết quả lại rớt một cấp kế hoạch tiến hành vô cùng thuận lợi, lúc này một đám cấp 27 tiền trần thành viên vùi ở điểm phục sinh bên trong. Không dám tiếp tục động. Từng cái tiếng oán than dậy đất, mắng ngày mắng. Càng nén giận là, bị người diệt thành như thế, bọn hắn nhưng đến nay còn không biết là ai xuống đắc thủ. Hết thảy phát sinh đều quá nhanh, mặc dù phát sinh ba lần, vẫn không thể nào thấy rõ có cái gì nhận ra bộ mặt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? mênh mông rậm rạp lúc này đã triệt để mờ mịt, nắm chặt Lam Dịch vào chỗ chết hỏi. Lam Dịch sắc mặt cũng là phát xanh, vừa rồi hắn đơn giản thống kê một cái. Đã tính ra nguyệt dạ thành bên trong 8 tiểu đội bị đồ, tổn thất cực kỳ thảm trọng, có 200 hơn người liền mất cấp 3. Chẳng lẽ? Trúng kế. Mênh mông rậm rạp bỗng nhiên kịp phản ứng. Người nói là cái kia hàng gia công tử. Lam dịch cũng kịp phản ứng, mênh mông rậm rạp điên cuồng kêu gọi hàng gia công tử. Hàng gia công tử rất là bình tĩnh, việc đã đến nước này còn tại cái kia giả ngu đây, một câu chuyện gì? Ta bề bộn nhiều việc. Trong đuổi giết. Làm cho mênh mông rậm rạp lại không quyết định chắc chắn được. Bọn hắn, nơi nào sẽ có nhiều như vậy nhân viên? Bọn hắn không phải vân đoan thành đến chỗ này sao? Lam dịch cũng cảm thấy có chút không nghĩ ra bọn hắn thật sự là vân đoan thành người sao? Hai người hỏi thăm bên người mấy người, tất cả mọi người biểu thị tuyệt đối không có tại nguyệt dạ thành một vùng thấy qua cái này năm tấm gương mặt. Hữu ca bọn hắn ba vị có thể tạm thời không đề cập tới, liền hàng gia công tử cùng kiếm quỷ hai người này. Chỉ cần gặp qua người nhất định sẽ lưu lại khắc sâu ấn tượng, tất nhiên nhiều người như vậy nói chưa thấy qua, đã có thể xác nhận đám gia hỏa này hoàn toàn chính xác không phải nguyệt dạ thành người chơi không phải nguyệt dạ thành người không có khả năng có cái gì nhiều lực lượng cuối cùng kết luận chỉ có thể là như thế bây giờ tình huống như thế nào mênh mông mênh mông hỏi lam dịch tám tiểu đội đều bị diệt bây giờ bị ngăn ở điểm phục sinh bên trong ra không được lam dịch nói trước đừng hốt hoảng mênh mông rậm rạp tại kích động một cái về sau rất nhanh tỉnh táo lại mấy cái hạch tâm thành viên lấy nói chuyện riêng hình thức bắt đầu thương lượng ứng phó như thế nào sáu cái điểm phục sinh đều bị khống chế, chỉ có cách đấu gia nhóm còn có thể hoạt động tự nhiên. Theo đạo tạc công hội bên kia phản hồi đến tin tức, đối phương là nằm ở công hội ngoài cửa lớn đường phố. Nhân số hẳn là tại 50.60 người. Chỉ có đạo tạc công hội bên này còn có thể dựa vào tìm hành tiến hành trinh sát, địa phương khác đều là vừa lộ đầu lập tức lọc vào tính chất hủy diệt đã kích. 50.60 người 6 cái địa phương, 300 người Lam dịch sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc này bọn hắn bên cạnh chỉ có đóng giữ u dạ cốc thành viên, nhân số tuy nhiều, cũng bất quá 70 hơn người. Một chỗ một chỗ rõ ràng đi qua, bọn hắn 50, 60 người không thể nào là chúng ta đối thủ, có người đề nghị. Mênh mông rậm rạp lắc đầu. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, đối với chúng ta tình huống hiểu rõ vô cùng, chúng ta bây giờ chi này lực lượng hẳn là cũng tại bọn hắn tính toán bên trong. Chẳng lẽ nói bọn hắn còn có một đội vượt qua trăm người đội ngũ chờ lấy đối phó chúng ta? Có người nói. Chỉ sợ là như thế. Nguyệt gia thành nào có cường đại như vậy nghiệp đoàn? Tất cả mọi người mờ mịt. Vấn đề hay là xuất hiện ở trên người mấy tên kia? Lam dịch nói. Chẳng lẽ là theo vân đoan thành tới người? Bây giờ thảo luận những này không có ý nghĩa. Mênh mông rậm rạp quyết định thật nhanh tìm hai cái tốc độ nhanh, đuổi theo 27.149 tọa độ. Nhìn xem mấy tên kia đến cùng tại hay không tại truy sát. Những người khác cùng ta trở về Nguyệt Dạ Thành. Gặp được người của bọn hắn không cần vội và giao chiến, trước tránh đầu gió. Đổi mới nghiệp đoàn thành viên tư liệu, phàm là rất cấp cấp hai trở lên, thông báo bọn hắn trước lo gút, sau 20 phút lại thống nhất lo dinh. Nếu có thể, ngồi thời gian này gọi chút không có lo dinh người đi ra đám người đủ gật đầu, tiền trần bắt đầu đều đâu vào đấy tiến hành phản kích hành động. Tiền trần không ít người đều lo gút. Kiếm quỷ đám người lúc này cũng thu đến báo cáo. Thật cháu trai. Bình thường bắt nạt chúng ta thời điểm diễu võ dương oai, bây giờ xem xét tình huống không đúng tất cả đều là rùa đen rút đầu, đi ra cùng chúng ta quyết một trận tử chiến A. Trư tiên mắng. Kiếm quỷ cười một tiếng, vỗ vỗ hắn nói bây giờ không phải là hành động theo cảm tính thời điểm. Người của tiền trần cũng rất tỉnh táo, lo gút bất quá là nghĩ để chúng ta thư giãn, các huynh đệ đều giữ vững tinh thần. Bọn hắn nhất định sẽ tổ chức phản công. Trư tiên gật đầu. Kiếm quỷ lão đại, người nói như thế nào thì như thế đó, trận chiến mở màn đại thắng, đám người đối với kiếm quỷ còn sót lại một chút nghi ngờ cũng đã tan thành mây khói, đối với kiếm quỷ đều là hoàn toàn bái phục theo u dạ cốc trở lại nguyệt dạ thành phải bao lâu? Kiếm quỷ hỏi. Chậm nhất nghề nghiệp, 20 phút không sai biệt lắm. Vân Trung Mộ trả lời. Tình huống hiện tại, bọn hắn nhất định không còn dám giải tán đến đi, trở lại trả ít nhất đến 20 phút, chỉ là không biết sẽ áp dụng con đường gì. Chúng ta ở bên kia trong đội còn có người sao? Kiếm quỷ hỏi. Vân Trung Mộ tiếc núi lắc đầu. Không có, người của chúng ta không khéo bị phân trong thành đóng giữ. Kiếm quỷ khẽ giật mình. Vậy bọn hắn bây giờ? Vân Trung Mộ cười cười. Không có bọn hắn nhiều như vậy, liền một cái huynh đệ, diễn trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ, vừa rồi đi theo người của tiền trần cùng một chỗ treo. Kiếm quỷ thần sắc giật giật, lại không nói cái gì, bốn phía nhìn một chút nói. Tìm mấy cái đạo tặc huynh đệ ra khỏi thành đi xem một chút tiền trần động tỉnh đi ta mang mấy người đi. Vân Trung Mộ nhẹ gật đầu, chọn lấy mấy cái đạo tặc, cùng một chỗ hướng ngoài cửa thành chạy như bay vào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, kiếm quỷ trong lòng có điểm lo nghĩ. Sơ kỳ đã kích hiệu quả rất tốt, nhưng tiền trần cũng rất nhanh tỉnh táo lại, cái này khiến kiếm quỷ không dám nhẹ xuống phán đoán. Chiếu hắn lúc đầu tưởng tượng, hồi hợp lại đội ngũ sẽ chọn đóng quân tại Pháp Sư Học Viện một vùng nơi này là chính cái điểm trúng khoảng cách u dạ cốc gần nhất lại pháp sư là đoàn đội chiến chủ yếu hỏa lực phát ra trước tiên đem bị nhốt pháp sư giải cứu ra tựa hồ là lựa chọn tốt nhất nhưng lúc này nhìn thấy tiền trần phản ứng quyết sẽ không là dễ đối phó như vậy nếu như chính mình đi một bước này cờ có thể hay không đã ở đối phương tính toán bên trong kế hoạch đến cùng hay là có sơ sót địa phương kiếm quỷ thở dài ngay từ đầu nên phái cái đạo tặc ẩn núp ở u dạ cốc một vùng chỉ cần giám thị ở đạo nhân mã này động tĩnh, lúc này liền sẽ dễ làm rất nhiều. lúc này, nhưng chỉ có thể gửi hy vọng ra khỏi thành vân trung mộ đám người có thế chuẩn xác tìm hiểu động tĩnh. vân trung mộ mang theo ba cái đạo tặc ra u dạ cốc phương hướng cửa thành bắc, đối diện chia tay trước vân trung mộ trình trọng dặn dò cái khác ba người. cho dù là treo, cái kia đến thu thập được tình báo lại cho ta treo. ba người đều là kiên định gật đầu một cái. yên tâm đi vân lão đại. Bốn người lựa chọn một cái phương hướng mèo đi ra ngoài. Nguyệt già dạ thành cửa bắc hướng ra ngoài địa hình cũng không có phức tạp hơn, nghĩ phát hiện tiền trần nghiệp đoàn như thế một chi hơn 70 người đội ngũ cũng không rất khó khăn, vân trung mộ chuyến này lòng tin 10 phần. Cuối cùng truyền đến tin tức thứ nhất, lại là đến từ đi tới Nguyệt già dạ thành gốc Tây Bắc 60 người phân đội. Cái đội ngũ này đến địa lao về sau, cũng không phát hiện tiền trần nghiệp đoàn phân đội đối phương tựa hồ sớm đã rút lui. Ngoài thành vân trung mộ nhưng mang đến tin tức tốt, hắn đã phát hiện tiền trần nghiệp đoàn 70 người phân đội, kỳ quái chỉ là bọn hắn cũng không có tại hướng nguyệt dạ thành tiến lên, mà là lưu ở tại chỗ chờ cái gì. Là đang chờ cùng địa lao cái kia 30 người đội tụ hợp. Nhanh, mọi người nắm chặt hành động. Kiếm quỷ vội vàng chào hỏi người bên cạnh tay, mọi người hỏa tốc phóng tới nguyệt dạ thành bên ngoài, chuẩn bị cùng đối phương ở ngoài thành bên trên quyết một trận tử chiến. Tăng thêm 30 người, nhân số của đối phương cũng đem siêu hơn 100 người, siêu là cao tố chất người chơi, càng dễ dàng bộc phát ra một người một hai lực lượng. Nếu để cho tiền trần tồn lên hơn 100 người đại bộ đội, thắng bại thực sự khó mà nói. P. S. Donald Converter bằng Momo 0932771659 Ariban 6200205545289 Vu Van Giang. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 90. Thứ 9 phân đội. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com PS Cầu Đô Na qua mùa dịch. TT 5 cái phục điểm lưu lại 50 người cùng với một sư học viện ngoài cửa 30 người, cái này 280 người là ổn thỏa áp chế điểm phục sinh tối thiểu nhất nhu cầu, kiếm quỷ không muốn động, cũng không thể vận dụng bên này nhân viên. Trừ bỏ bộ phận này nhân viên. Kiếm quỷ chỗ lĩnh đội ngũ cùng tập kích địa lao 60 còn nhỏ phân đội tại Nguyệt Dạ thành cửa Bắc tụ hợp lúc, chỉ tồn ra một chi 180 người trái phải đội ngũ. Mà tiền trần nghiệp đoàn nếu như hai phương diện gặp nhau lợi nói, nhân số cũng đem siêu việt 100. Loại này quy mô quân đoàn chiến, bao nhiêu nhân số có thể đền bù phương diện khác chênh lệch kiếm quỹ tính ra không ra dù sao ở trong thế giới song song hắn cũng là lần đầu tiếp xúc như thế quy mô đại chiến nhưng có một chút lúc nào cũng người người biết đối phương người càng ít phe mình liền càng có lợi cho nên kiếm quỹ nhất định phải đoạt tại đối thủ gặp nhau trước đó cho bọn hắn đã kích như thế chiến thắng tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều chỉ tiết đại bộ đội tiến lên chậm chạp đạo tặc cung tiễn thủ các loại nghề nghiệp cũng nhất định phải chiều theo chiến sĩ mục sư tốc độ cỡ lớn chiến trường mỗi một cái nghề nghiệp đều là không thể thiếu bất đồng nghề nghiệp thế mà lại có khác biệt tốc độ di chuyển cái này tại dĩ vãng võng du bên trong thế nhưng là rất ít gặp lúc này trong đội ngũ đạo tặc cùng cung tiễn thủ đều hận không thể ban chiến sĩ các mục sư nhiều sinh ra hai cái đùi đến may mà phải là kiếm quỷ đám người một đường chạy đến từ đầu đến cuối không có nghe được bên kia phụ trách giám thị Vân Trung Mộ truyền đến, đối phương đã hội hợp tin tức. Vân Trung Mộ rất là kích động nói cho mọi người. Phạm vi mấy trăm mét bên trong, hắn nhìn thấy đại bộ đội liền là kiếm quỷ bọn hắn. Quá tốt rồi. Kiếm quỷ nghĩ thầm, chắc hẳn tiền Trần 30 còn nhỏ phân đội vì tranh tai mắt của người, không thể không quanh co tiếng lên, trên đường đi làm trễ nải không ít thời gian. Đúng lúc này Vân Trung Mộ bỗng nhiên phát tới một tin tức. Kỳ quái, ta xem đã nửa ngày, cái này trong đội vì cái gì không có mênh mông rậm rạp cái kia bà nương. Các ngươi có ai thấy được nàng sao? Vân Trung Mộ hiển nhiên đối với mênh mông rậm rạp oán hận chất chứa sâu nhất. Một bên dẫn đầu chúng huynh đệ nhóm sáng tạo cuộc sống mới, một bên cũng nghĩ tiện tay giúp mình tiết tiết cá nhân phẩn. Nơi này cũng không có thấy nàng. Đóng giữ một sư học viện bên này người truyền đến tin tức. Mẹ! Cái này bà nương chết ở đâu rồi? Nữ nhân a à, nữ nhân! Vừa nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng, dọa trở về trong chăn gối ông đầu đi đi. Có người chế giễu. Đối với mênh mông rậm rạp có oán niệm người rõ ràng rất nhiều, cũng không chỉ vân trung mộ một cái. Vân trung mộ nhíu mày, hắn biết mênh mông mênh mông không có đơn giản như vậy. Người này kỳ thật cùng vân trung mộ bọn hắn đám huynh đệ này vô cùng cùng loại, nhiệt huyết, thích dết chóc giảng nghĩa khí, khác biệt duy nhất chỉ có điều nàng là một cái nữ, lời thô tục muốn ít một chút. Thử nghĩ nếu như hắn vân trung mộ gặp được loại trang diện này, liền là chiến đấu đến tẩy trắng. Cũng sẽ không lựa chọn trốn tránh lùi bước. Hắn lại như vậy, cùng hắn cá mè một lứa mênh mông rậm rạp cũng tuyệt đối sẽ như thế. Kiếm quỷ lão đại, không gặp được cái này bà nương, thực sự quá không bình thường, ta cảm thấy có điểm gì là lạ. Vân Trung Mộ nói chuyện riêng kiếm quỷ như thế nào? Đối với nhân mạch phương diện hiểu rõ, kiếm quỷ cùng vân trung mộ muốn chênh lệch rất xa, dù sao đây không phải hắn cái kia một mẫu ba phần đất. Cái này bà nương không phải là lùi bước chủ. Ta vẫn chờ cùng nàng quyết một trận tự chiến đâu. Bây giờ không thấy tung tích của nàng. Ta luôn cảm thấy có âm mưu. Vân Trung Mộ nói. Bên kia có bọn hắn cái gì nhân vật trọng yếu? Kiếm quỷ hỏi bọn hắn nhị đương gia Lam Dịch ở chỗ này. Vân Trung Mộ nói, đội ngũ của bọn hắn có thể hay không nhìn qua đạo tặc rất ít. Kiếm Quỷ bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Vân Trung Mộ cũng là khẽ giật mình. Chẳng lẽ đối phương sớm đã tập hợp đủ nhân viên, chỉ là đạo tặc tìm hành chế tạo ít người giả tạo. Nhưng tại tinh tế xem xét về sau, lại cũng không phải là như thế. Không có a, nghề nghiệp cũng có, đạo tặc không có lộ ra thiếu mặc kệ như thế nào. Chúng ta đã nhanh đến, trước việc cái này đội rồi nói sau. Kiếm quỷ nói. Được rồi. Ai nha, chờ chút. Vân Trung Mộ bỗng nhiên thét lên. Như thế nào? Kiếm quỷ vừa hỏi ra, chính mình liền đã nhìn thấy. Nơi xa vùng đất thấp bên trong. Bỗng nhiên leo ra vô số tiền trần người chơi, tứ tán hướng từng cái phương hướng chạy đi, top 5 top 3, thậm chí từng người tự chiến bọn hắn toàn bộ tản, đây là làm cái quỷ gì? Vân Trung mộ quát. Nhân số vốn là ở vào thế yếu, chỉ có ngưng tụ cùng một chỗ, mới có thể bộc phát càng nhiều sức chiến đấu. Nhưng tiền trần lúc này vậy mà phương pháp trái ngược, mắt thấy đại chiến trước mắt. Bỗng nhiên làm cái chia thành tóp nhỏ, hơn 70 người đoàn đội bỗng nhiên giải thể. Đây là muốn làm gì? Như thế chia tách, Kiếm Quỷ bọn hắn chỉ cần tổ chức mấy chi tính cơ động cao điểm đạo tặc cung tiễn thủ một loại nhanh nhẹn đội ngũ, rất nhanh liền có thể đem bọn hắn loại bỏ hơn phân nửa a, à, nhìn qua Tiền Trần chạy nhanh tại trên bình nguyên cồng kềnh chiến sĩ, mục sư, Kiếm Quỷ thật sự là đoán không ra đám gia hỏa này suy nghĩ cái gì. Kiếm Quỷ lão đại, lên đi. Giải quyết một cái tính một cái, dù sao không tính thua thiệt. Nhìn thấy Kiếm Quỷ hơi có chần chờ, bên cạnh có người đề nghị nhìn xem khắp núi khắp nơi tiền trần người chơi. Đám gia hỏa này lúc này đều tại nuốt nước miếng. Lúc này cũng đích xác không phải thời điểm do dự. Kiếm quỷ nhẹ gật đầu, phất tay chỉ tay hét lớn một tiếng. Dết A. À. Dết A. À. Đám người cùng rống. Lập tức, đạo tặc đi nhanh đi đầy đất, cung thủ mũi tên bay đầy trời. Cái này hai đại nghề nghiệp thành trước mắt truy sát chủ lực, pháp sư cũng thỉnh thoảng ném mấy cái hỏa cầu, chiến sĩ mục sư liền thành kiên cố hậu thuẫn. Kiếm quỷ anh dũng đi đầu, dẫn đầu đuổi kịp một tên tay nâng liền là một cái đâm lưng. Tiền trần người chơi mặc dù tại vân trung mộ nhóm này thổ phỉ trong mắt thực lực xuất chúng, nhưng so với kiếm quỷ hay là kém một cấp thứ. Đối phương quay đầu muốn phản kích, kiếm quỷ giơ tay chém xuống, xoát xoát ra hai đòn trí mạng, đã đem đối phương giải quyết. Kiếm quỷ lão đại ngươi quá ngưu bức. Đám người đủ hò hét kiếm quỷ giải quyết thế nhưng là một chiến sĩ, đó là khắc đạo tặc nghề nghiệp. Đạo tặc nhiều nhất đi lên kiểm tra người ta, sau đó liền phải như bay tiêu thất. Chiến sĩ phòng cao máu dày, đạo tặc vật lý tổn thương thực sự rất khó cùng đối phương lẫn nhau chém. Muốn cho chiến sĩ tạo thành hiệu quả vật lý tổn thương, giống kiếm quỷ như thế nắm giữ cao thượng mệnh trang bị là ác không thể thiếu. Kiếm quỷ hướng mọi người phất tay thăm hỏi một cái, hướng phía mục tiêu tiếp theo đánh tới kiếm quỷ cũng không phải mù quáng mà tìm chiến sĩ liền đi chặt hắn cũng là dùng giám định thuật phân biệt xem qua đánh dấu về sau mới hạ quyết định như vậy cũng chịu trách nhiệm nguy hiểm đây chiến sĩ nếu như quay người lại một cái toàn phong trảm thật sự là rất nguy hiểm đây là trước mắt lực sát thương lớn nhất kỹ năng mà lại bởi vì điểm nộ khí nguyên nhân hắn kỹ năng kéo dài thời gian cũng lơ lửng không cố định đạo tặc thật muốn bị gọt lên hẳn phải chết không nghi ngờ trước mắt trong trò chơi cũng liền cố phi cái kia biến thái bản lĩnh cho rằng toàn phong trảm là một cái hết sức cứng nhắc rất dễ dàng đề phòng kỹ năng kiếm quỷ giết chết một cái chiến sĩ kích phát đám người đấu chí về sau sau đó hướng một cái pháp sư đánh tới ở trong võng du đấu chí trọng yếu đương nhiên nơi này không có khả năng bởi vậy kích phát ra cái gì tiềm năng một loại nhưng tối thiểu kích thích nhiệt huyết bạo lực phần tử là không sợ tử vong từng cái anh dũng dành trước Tiền trần chạy nhanh nghề nghiệp có thể may mắn thoát khỏi, giống một sư chiến sĩ đám người, thực sự khó thoát khỏi cái chết. Kiếm quỷ càng dết càng là mờ mịt, thực sự làm không rõ tiền trần nước cờ này là ý đồ gì. Nhưng vào lúc này, Nguyệt Dạ Thành Bên trong bỗng nhiên truyền đến tin tức. Một chi đại khái chừng 30 người tiểu đội hiện thân cung thủ sân tập bắn. Tà Thao, đây là kỹ năng gì? Đây là đóng giữ cung thủ sân tập bắn người chơi rất nhanh truyền đến dưới mặt đất một tiếng la lên. Ngay sau đó, một phút đồng hồ sau, truyền đến tin dữ. Đoàn diệt. Làm sao có thể? Kiếm quỷ đám người hết sức kinh ngạc. Cung thủ ngoài doanh trại cũng là một chi 50 người đội ngũ, coi như không địch lại đối phương 30 nhân địa tạo thành, nhưng tại nhân số chiếm ưu dưới tình huống, như thế nào cũng không đến mức đoàn diệt đến nhanh như vậy. Cứ như vậy, một cái điểm phục sinh áp chế tương đương đã thất bại. Đóng giữ bên này người chơi phần lớn là khắc chế cung tiễn thủ nghề nghiệp đạo tặc. Số lớn đạo tặc tại đạo tặc công hội phục sinh. Bên này là khoảng cách cung thủ sân tập bắn gần nhất một cái điểm một trong, bằng thêm cái này rất nhiều viện quân, ngược lại không đến nỗi lo lắng như vậy chi kia sức chiến đấu phi phạm 30 người phân đội. Nhưng khoảng cách cung thủ sân tập bắn không xa một sư học viện. Lúc này lại là chỉ có 30 người đóng giữ. Một sư học viện đội ngũ rút lui, hướng chiến sĩ doanh bên kia di động, nhanh. Kiếm Quỷ một bên hướng trong thành xuống chỉ thị, một bên tập hợp trên bình nguyên chạy hướng bốn phương tám hướng đội ngũ thành viên. Lúc này Kiếm Quỷ phát giác, muốn đem chi này đã như chăn dê tứ tán mở ra đội ngũ một lần nữa tụ lại thật không phải chuyện dễ dàng. Tối thiểu, cái này cần thời gian. Chẳng lẽ đây chính là đối phương muốn kiếm quỷ rung lên trong lòng. Lúc này trong thành lần nữa truyền đến báo cáo. Tiền trần người chơi đã thống nhất bắt đầu lo dinh. Đại gia, đều mẹ hắn cho ta nhanh lên, đừng mẹ hắn tại đây giết. Trong thành vấn đề lớn. Vân Trung Mộ cũng gấp, trực tiếp từ bỏ kênh tán gẫu ở trên đồng bằng như Lan Vương tru lên. Xảy ra vấn đề. Kiếm quỷ cực nhanh cho hàng gia công tử phát đi tin tức, các ngươi làm cái gì đây? Ra chuyện gì? ta uống rượu đâu. Hàng gia công tử trả lời. Ngươi đại gia. Kiếm quỷ rõ ràng cùng vân trung mộ đám người tiếp xúc có chút nhiều. Đối phương sơ kỳ tung tích không rõ một chi phân đội bỗng nhiên hiện thân, một phút đồng hồ liền đem cung thủ sân tập bắn cầm xuống. Kiếm quỷ nói. Không có khả năng, ngươi cung thủ sân tập bắn lưu lại bao nhiêu người. Một phút đồng hồ liền được giải quyết. Hàng gia công tử cũng kinh ngạc. 50 người. Kiếm quỷ nói, hiện tại bọn hắn động tỉnh không rõ. Nói nhảm. Cầm xuống cung thủ sân tập bắn, còn có thể đi nhé. Hàng gia công tử nói. Chiến sĩ nơi đóng quân. Kiếm quỷ trong nháy mắt cũng kịp phản ứng. Nghề nghiệp khắc chế ưu thế. Cũng không chỉ là kiếm quỷ bọn hắn sẽ lợi dụng. Đối phương chắc hẳn đã hiểu được kiếm quỷ bọn hắn lợi dụng nghề nghiệp tương khắc áp chế điểm phục sinh sách lược lúc này giải cứu ra số lớn cung tiễn thủ, tự nhiên sẽ đi công kích cung tiễn thủ khắc chế nghề nghiệp. Nơi này liền là chiến sĩ doanh. Chiến sĩ ngoài doanh trại 50 người tạo thành, chính là lấy bị cung tiễn thủ khắc chế pháp sư làm chủ. Đạo tạc công hội, tân sinh đạo tạc nhanh chạy tới chiến sĩ nơi đóng quân. Kiếm quỷ vội vàng ra lệnh. Trong lòng may mắn đem mục sư nơi đóng quân lính phòng giữ cũng điều đi chiến sĩ doanh. Chuyện gì xảy ra? Vân Trung Mộ vội vàng tới hỏi. Kiếm Quỷ như thế như vậy nói chuyện, Vân Trung Mộ cũng lập tức kịp phản ứng. Đi nhanh, đều mẹ hắn cho lão tử đi nhanh. Vừa đều rất một cấp sống lại, sẽ không đi nhanh. Kiếm Quỷ nhắc nhở Vân Trung Mộ. Đại gia địa. Vân Trung Mộ mắng. Từ đâu tới ngưu bức như vậy 30 người? Bọn hắn vụn trộm tổ đi ra. Kiếm Quỷ cũng không cho rằng như vậy. Nếu như bọn hắn là hai đường tụ hợp sau đó kiếm ra cái này 30 người đuổi tới cung thủ sân tập bắn lời nói, lớn như vậy có thể tổ chức càng nhiều người đi tới nơi đó. Không cần thiết làm cái 30 nhân tinh anh đội. Cái này 30 người. Liền là đóng giữ địa lao miệng 30 người. Chỉ là, cái này 30 người sức chiến đấu làm sao sẽ như thế xuất chúng. Cái này thực sự để cho người ta có chút không thể lý giải. P.S. Donald Converter bằng Momo 0932771659, Aribang 6200205545289 Vu Van Giang. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.